Cô gái này tên là Trần Tiểu Hy. Trong cuộc đời cô, chuyện quan trọng nhất chính là vẽ tranh. Nhưng năm cô 16 tuổi, chuyện quan trọng nhất chính là theo đuổi cậu thanh niên trong bức ảnh này đây. Cậu ấy tên là Giang Thần, một trong những gương mặt đẹp trai nhất trong khu Tiểu Hy sống. Cô và Giang Thần ngày nào cũng đi học cùng nhau, cậu cũng thường xuyên cùng Tiểu Hy học bài, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Giang Thần cũng rất dịu dàng với Tiểu Hy, chỉ thiếu cái là cậu chưa bao giờ chấp nhận lời tán tỉnh của cô mà thôi. Mặc dù bị Giang Thần từ chối rất nhiều lần nhưng Tiểu Hy không bỏ cuộc mà vẫn chăm chỉ theo đuổi cậu đến cùng. Vào một buổi sáng đẹp trời như bao ngày khác, cả lớp đang tập trung tổng vệ sinh sân trường thì Tiểu Hy lại nhân cơ hội đó tiến sát tới chỗ của Giang Thần. Mở đầu câu chuyện, cô nói về tiêu chuẩn đầu vào của trường năm nay nhằm đánh vào tâm lý cậu trước. Sau đó Tiểu Hy ngó ngang hai bên, thấy thời cơ thích hợp liền đi gần tới chỗ Giang Thần, sau đó ghé sát tai cậu nói lời tỏ tình. Mặc dù bị từ chối nhưng Tiểu Hy vẫn rất vui mừng, chạy đi lên kế hoạch cho lần tỏ tình tiếp theo. Trở về nhà, Tiểu Hy lên mạng xem cách có được trái tim của nam sinh và nhận được kết quả đầu tiên là phải sinh. Ngày hôm sau trên lớp học, Tiểu Hy vì không kịp làm đề thi cho nên nhanh chóng chép y xì bài của cậu bạn học rốt đằng sau, thấy Giang Thần đi vào cô còn cố tình nói bài hôm nay. Cô chỉ cần búng tay một cái cũng có thể làm được. Trong giờ ra chơi, Tiểu Hy đang nói chuyện với cô bạn béo về bài thi lần này khó vô cùng nhưng chợt thấy Giang Thần đi tới liền lật mặt, cô một lần nữa ha oai nói bài thi lần này dễ ẹt. Có điều bài văn hơi khó, Tiểu Hy vặn sang hỏi xem tiêu đề theo đuổi ước mơ lần này của bài văn thì anh đáp tiêu đề lần này là công bằng liên minh cơ mà. Tiểu Hy quê chữ E kéo dài mà khi vào lớp còn bị giáo viên chửi cho sấp mặt vì bài tiếng Anh của cô viết còn lạc đề. Xem xếp hạng thì thấy Tiểu Hy rớt tận xuống hạng 75, với tốc độ này chỉ cần thi thêm 2 lần nữa thì Tiểu Hy sẽ xếp hạng best toàn trường. Rồi cô quay sang khen Giang Thần học giỏi được tuyển thẳng vào đây. Đã vậy thi cử lúc nào cũng đứng toàn trường. Tiểu Hy quay xe nói từ nay về sau cô sẽ cố gắng học hỏi Giang Thần. Đến giờ ra chơi, cô bạn lớp trưởng Lý Lý chạy ra hỏi bài Giang Thần làm cho Tiểu Hy thấy xấu hổ về bản thân mình. Đã xấu kết cấu không đẹp lại còn học dốt như cô thì sao có thể chiếm được cảm tình của Giang Thần chứ. Đến tối về nhà, Tiểu Hy vẫn không ngừng tìm cách để gây ấn tượng với cậu thanh niên kia. Sáng hôm sau, cô cầm túi bánh bao đứng trước cửa nhà Giang Thần đợi cậu xuất hiện, sau đó nhanh chân đưa nó cho cậu. Lần này cũng như bao lần khác, Giang Thần lại từ chối cô. Ngày hôm nay thất bại thì ngày hôm sau Tiểu Hy mang giò cháo quẩy đợi Giang Thần. Cô đứng tập luyện lời thoại tự nói một mình để tí có gặp anh thì còn biết đường mà nói. Ấy vậy Tiểu Hy đã đọc qua bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa thấy Giang Thần ra, sắp vào học muộn đến nơi rồi. Tiểu Hy không chờ nữa mà quyết định đến trường, nhưng lúc này đã vào học nên ông bảo vệ không cho cô vào. Hôm sau Tiểu Hy đến hiệu sách mua quyển bách khoa toàn thứ về tình yêu. Ngồi ăn cơm cô cũng không rời mắt khỏi cuốn sách đó. Lục Dương, bạn thân của Tiểu Hy, đến khoe khoang cậu ta còn có thư tình nhiều hơn cuốn sách mà cô đang đọc. Tiểu Hy được đà nịnh hót cậu bạn chia sẻ cho cô một chút, Lục Dương đồng ý dạy Tiểu Hy viết thư tình, sau đó mang đến trước mặt cô rất nhiều lá thư. Hóa ra những bức thư này Lục Dương viết để gửi đi chứ không phải cậu được các cô gái khác tặng. Nhưng không sao, ít ra Lục Dương còn có kinh nghiệm hơn Tiểu Hy, cậu bắt đầu đọc bí kíp tình yêu, còn Tiểu Hy thì nhanh chóng ghi nó lại. Tan học, Tiểu Hy và Giang Thần như thường ngày cùng nhau đi về. Tiểu Hy nói hôm nay cô đã làm một bài thơ muốn Giang Thần thầm nó. Nói rồi Tiểu Hy liền đọc, nhưng chưa nổi hai câu đã bị Giang Thần cắt ngang rồi nói nếu có thời gian cô hãy chú tâm vào việc học. Sáng hôm sau tại trường học, Tiểu Hy đang đọc lời thoại một mình, giọng của cô thu hút Ngô Bách Tùng. Cậu là học sinh mới chuyển nhượng đến đâu? Bách Tùng hỏi Tiểu Hy đang làm gì khiến cô giật mình. Cậu thấy trường thì bé mà giọng cô thì to nên cứ nghĩ Tiểu Hy là đại ca hay xã hội đen ở trường này. Thế mà cô cũng gật đầu sau đó rời đi. Trong giờ học, Tiểu Hy đang giở tay viết thư tình thì lại bị gọi lên bảng để viết từ mới tiếng Anh. Đúng lúc Bách Tùng đi đến nhận lớp, cậu đi học muộn nên cô giáo lôi cậu lên bảng luôn. Hai người đứng đó đúng kiểu vô dụng nên cô giáo cho đi xuống. Đến giờ học tự do, Tiểu Hy trốn vào lớp lấy ra một tập thư viết cho Giang Thần. Đúng lúc cậu đi vào, Tiểu Hy hốt hoảng nhét một lá vào cặp cậu. Vào tiết học, Giang Thần sờ thấy lá thư của Tiểu Hy, cậu dở ra đọc thì cũng không hiểu cô đang viết cái gì. Đến giờ ra chơi, Tiểu Hy lại tới khối 12 đưa thư cho cờ giúp của Lục Dương. Ai ngờ lá thư bị giật lấy rồi lôi ra đọc cho tất cả mọi người nghe. Tiểu Hy cãi nhau không lại với đám người họ, đúng lúc có Bách Tùng đến, cậu ghi cổ tên kia để cô lấy lại bức thư. Đám người cãi cọ một lúc rồi Giang Thần bất ngờ tới báo có thầy quản sinh nên cả đám giải tán nhanh chóng. Vào lớp, cô giáo tức giận hỏi những ai có liên quan đến vụ gây rối kia. Đúng lúc thầy quản sinh đi đến rồi hỏi Tiểu Hy có phải là đồng lõa hay không, thầy bắt Tiểu Hy đưa hết những bức thư tình của cô để thầy đọc. Lướt qua thấy lá thư mà cô viết cho Giang Thần, thầy liền cầm nó lên rồi đọc. Đến giờ Tiểu Hy mới biết cô đã đưa nhầm thư cho cậu ấy, Bách Tùng bức xúc đứng lên bảo thầy không đọc nữa vì đó là quyền riêng tư. Giang Thần cũng đứng lên nói hộ để thầy bớt nóng. Còn cả Tĩnh Hiểu cũng nói thế, nhưng cuối cùng cả năm người đều bị bế lên uống nước chè. Sáng hôm sau mấy cô bạn đi họp fan với idol, Tiểu Hy và Tĩnh Hiểu cũng đến đó hóng, nhưng không may Tĩnh Hiểu lại làm hỏng banner.
Thấy vậy Tiểu Hy liền trổ tài vẽ của mình ra để vẽ lại hình ai đầu khiến ai cũng trầm trồ. Lúc về Tĩnh Hiểu cảm ơn Tiểu Hy vì đã giải vây giúp mình. Sáng hôm sau Tiểu Hy mở cửa bước ra thì thấy Giang Thần đang đợi mình. Cậu quay ra gương mặt như tia nắng ban mai long lanh lấp lánh soi chiếu vào tim cô. Trong giờ học môn văn Tiểu Hy ngắm nhìn Giang Thần rồi lôi điện thoại ra định nhắn tin cho cậu vài câu nhưng bị thầy giáo gọi đứng lên trả bài. Câu trả lời ngớ ngẩn của Tiểu Hy khiến cả lớp cười đau bụng. Giờ ra chơi Tiểu Hy nói với Tĩnh Hiểu hôm nay Giang Thần rất lạ. Cậu ấy cả ngày hôm nay không nói gì. Tĩnh Hiểu thấy Giang Thần có bao giờ nói quá ba câu đâu. Đến bữa cơm năm người ngồi ăn cơm chung với nhau. Lục Dương rủ Bách Tùng và Giang Thần đi chơi net nhưng cả hai đều từ chối. Lục Dương cố chấp rủ Giang Thần và Bách Tùng đi bằng dược vì hôm nay cậu ấy tổ chức hôn lễ. Xem hôn lễ thì tốn bao nhiêu thời gian đâu chứ. Nói rồi ba người cùng lôi nhau đi. Tiểu Hy thấy vậy cũng kéo Tĩnh Hiểu đi xem. Đến quán net mới biết người mà Lục Dương kết hôn là game ảo. Tĩnh Hiểu ghé xuống xem đúng lúc Lục Dương ngước mắt lên nhìn thấy cô thật xinh đẹp. Chưa chơi được bao lâu thì thầy quản sinh lại vào rích khiến cả đám chạy toán loạn. Tiểu Hy và Lục Dương còn vất cả xe ở quán net để về. Trở về nhà mẹ Tiểu Hy tức giận vì con gái làm mất xe đạp. Cô nói dối rằng cần mua để luyện thi nên cắm xe ở hiệu sách. Sáng hôm sau Tiểu Hy vui mừng vì nghĩ hôm nay cô sẽ được đi cùng Giang Thần nhưng nhìn ngó xung quanh lại không thấy xe của cậu đâu. Chạy bộ được một đoạn Tiểu Hy lại nhìn thấy Bách Tùng thế là nhờ cậu bạn lai hộ đến trường. Vào lớp trong tiết văn thầy giáo muốn Giang Thần đọc bài mà anh viết về người bố cho cả lớp nghe nhưng cậu từ chối. Lúc này Tiểu Hy hăng hái xung phong muốn đọc bài viết đó của Giang Thần, Tiểu Hy bắt đầu đọc bài văn. Những ký ức mà Giang Thần viết về bố cậu rất mơ hồ, chuyện sâu đậm nhất là năm Giang Thần 7 tuổi không may làm em trai ngã và ông đã chạy đến đẩy cậu sang một bên để dỗ dành em trai. Giang Thần đã bỏ đi đến bờ sông vừa khóc vừa đợi bố đến để dỗ dành mình. Đợi mãi ông mới xuất hiện đưa cậu đi ăn bát mì, có lẽ đây là thời khắc hiếm hoi mà Giang Thần nhớ về bố mình. Tan học Tiểu Hy mời Giang Thần về nhà cô ăn cơm. Cậu từ chối rồi đưa cho cô chìa khóa xe đạp sau đó một mình đi đến quán mì năm xưa hai bố con cậu cùng ăn. Chuyển cảnh Tiểu Hy và Tĩnh Hiểu cùng đi vào trong siêu thị mua đồ. Tiểu Hy muốn mua đồ gì có ích một chút vì cô muốn lấy lòng mẹ Giang Thần. Tĩnh Hiểu chê cô tính qua xa nhưng trong đầu Tiểu Hy đã tính tới chuyện kết hôn với Giang Thần rồi. Tiểu Hy nói thích một người là chỉ nhìn thấy người ấy cảnh vật xung quanh bị lu mờ. Tĩnh Hiểu nghe xong cảm giác thấy giống hào quang của Phật quá. Chuyển cảnh đến cuộc thi bơi của Bách Tùng, Tiểu Hy đã cẩn thận chuẩn bị cho cậu tấm banner cầu vũ rất đẹp. Có điều Bách Tùng chỉ về thứ hai. Phóng viên đến phỏng vấn Bách Tùng cậu không biết nói gì thì tiếng Tiểu Hy hét to cổ vũ làm cho Bách Tùng lấy lại tinh thần. Bách Tùng mời Tiểu Hy đi ăn. Tới quán ăn Tiểu Hy liên tục nói mấy câu tích cực khiến Bách Tùng cảm thấy vui vẻ hẳn. Bách Tùng xin cô tấm bảng mà cô đã viết cổ vũ cậu. Mặc dù cô viết sai tên nhưng anh vẫn nhận. Bách Tùng còn tặng cô huy chương mà mình mới giành được. Tiểu Hy sau đó mang những đồ cô mua đến cho mẹ Giang Thần. Cô đâu biết rằng mẹ Giang Thần hôm nay không về, nhìn đống đồ Tiểu Hy mua Giang Thần từ chối nhận và bảo cô đem về. Tiểu Hy bực tức Giang Thần chưa chuẩn bị đồ thì hà cớ gì không nhận đồ cô mua. Cô nói nhiều đến nỗi Giang Thần không chịu nổi mà đuổi cô về. Tối đó Giang Thần cầm tấm ảnh gia đình cậu trong sự cô đơn. Cậu bơ vơ trong chính căn nhà của mình, ốm tự biết uống thuốc không cần một ai chăm sóc. Tiểu Hy biết chuyện mua thuốc cho Giang Thần. Cô thấy cậu sốt cao còn đắp chăn phủ kín người cậu chỉ trừ mỗi cái mặt đẹp dai ra. Đến khi Giang Thần tỉnh lại thì cũng là lúc Tiểu Hy đi về. Sáng hôm sau vẫn như bao ngày anh lại đứng ngoài cửa nhà Tiểu Hy chờ cô đi học. Tiểu Hy vui sướng cảm nhận niềm vui khi ngồi phía sau xe Giang Thần. Tại lớp học cô bạn lớp trưởng cũ chuyển trường đến Bắc Kinh học. Vị trí lớp trưởng cô giáo tin tưởng giao cho Giang Thần, nhưng cậu đã từ chối vì một người trầm lặng như cậu không thích hợp để làm cương vị này. Giang Thần vừa từ chối mấy chục bạn trong lớp liền giơ tay muốn nhận làm. Ở bữa ăn Tiểu Hy hỏi Giang Thần xem cậu sao lại không thích làm lớp trưởng. Cậu chỉ nói phiền phức, Lục Dương chen ngang nói giờ Giang Thần làm lớp trưởng Bách Tùng trốn học Hiểu Tĩnh đánh nhau thì cậu sẽ không giúp mọi người được. Cô bạn thích thầm Giang Thần cũng đi đến kêu gọi anh hãy ủng hộ cô ấy trước vị trí lớp trưởng. Giang Thần cũng gật đầu nhận. Trong lớp cô giáo bầu cử ai làm lớp trưởng thì Tiểu Hy lại giơ tay. Cô muốn làm lớp trưởng có điều thành tích của cô lại hơi kém. Về nhà Tiểu Hy tự viết một bài văn mà tự cô cho là cảm động ra để tranh cử. Đến trường Tiểu Hy cũng tập luyện để đứng lên tranh cử cho lưu loát. Bách Tùng đi đến bên Tiểu Hy để đọc bài văn củ chuối của cô lên cũng thấy khả năng cao không được. Giờ bầu cử đã đến Tiểu Hy đọc bài của mình lên. Cô biết khi đứng trên đây sẽ là trò cười của mọi người. Tiểu Hy chưa bao giờ là học sinh ngoan tuân thủ nội quy. Nếu được làm lớp trưởng cô tình nguyện thay đổi vì cả lớp. Tất cả sẽ cùng nhau bước qua 3 năm học. Trong 3 năm sẽ có vui buồn giận hờn nhưng mọi người đều cố gắng vì lớp. Tiểu Hy mong cô để lại trong tâm trí của các bạn không phải là cô bé nghịch ngợm hay làm liên lụy đến cả lớp. Mà là một Trần Tiểu Hy thích giúp đỡ mọi người. Nghe đến đây mọi người cả lớp bắt đầu vỗ tay rồi viết phiếu bầu cử. Tiểu Hy được 15 phiếu, Lý Vi được 14 phiếu.
Đúng lúc này Giang Thần đi vào, cậu liền bầu cho Lý Vi. Vậy là hai người cân bằng phiếu bầu, điều này khiến Tiểu Hy vô cùng buồn bã. Trong lớp mọi người lại nói Giang Thần làm lớp trưởng, Lý Vi làm lớp phó thì quá hợp đôi, càng khiến Tiểu Hy buồn. Bách Tùng nói Giang Thần sao cậu lại không bỏ phiếu cho Tiểu Hy. Giang Thần nói cô không thích hợp, nghe vậy Tiểu Hy chạy đuổi theo cậu. Nếu cô không thích hợp thì cô bạn Lý Vi kia thích hợp hay sao? Giang Thần nói thích hợp hơn cô, thế là anh bị ăn nguyên cú đá của Tiểu Hy vào chân. Thấy mặt Tiểu Hy hơi lạ, Bách Tùng nghĩ cô bị Giang Thần bắt nạt tính đi xử anh thì cô ngăn lại. Tiểu Hy sau đó đi thu quỹ lớp, vì ngại Giang Thần nên cô không dám đến thu của cậu. Cô bạn thân dẫn Tiểu Hy tới thu nhưng lại đụng độ Lý Vi ở đây. Cô khen chữ của Giang Thần đẹp làm Tiểu Hy rất tức giận. Thu xong quỹ lớp chưa được bao lâu Tiểu Hy lại phát hiện nó đã bay màu. Cô gọi Tĩnh Hiểu ra để giải quyết, cô bạn không hiểu tại sao quỹ lớp nhiều như vậy mà có thể mất được. Tiểu Hy ngồi hành lang đúng lúc Bách Tùng đến đưa cô gói kẹo sâm. Cùng lúc đó Giang Thần đi qua hỏi cô bị mất quỹ lớp à, cô tóm chân cậu nói mất thật rồi, Tiểu Hy không nhớ ra mình để ở đâu. Sau một hồi gợi ý của Giang Thần, Tiểu Hy đã nhớ ra mình kẹp tiền vào vở bài tập và nộp cho thầy giáo. Tiểu Hy đến phòng xin thầy nhưng sợ hãi không dám vào, cô đành lủi thủi quay lại lớp nghĩ cách khác. Ba người Tĩnh Hiểu, Lục Dương và Tiểu Hy cùng bày binh bố trận. Tiểu Hy đi vào phòng thầy giáo tìm lại bài tập của mình, đúng lúc cũng gặp Giang Thần, chưa tìm được quỹ lớp thì thầy cô đã vào. Còn Tĩnh Hiểu và Lục Dương đến phòng bảo vệ xem lại camera. Tất cả sau đó đã quay về lớp nhưng quỹ lớp thì chưa về. Cô giáo bước vào thì Lý Vi đã đứng lên nộp lại tiền, còn Tiểu Hy thì đứng lên nhận tội nói tiền quỹ lớp cô đã làm mất. Giang Thần đi lấy quỹ lớp từ chỗ thầy giáo sau đó mang về cho Tiểu Hy nộp cho cô giáo. Tiểu Hy thấy xấu hổ nên đã xin cô giáo từ chức. Cô giáo động viên đây chỉ là chuyện nhỏ, sai thì nhận lỗi đó mới là quan trọng. Và mong cả lớp bao dung tha thứ cho lỗi lầm của Tiểu Hy, Tiểu Hy vẫn quyết định từ bỏ danh phận lớp trưởng. Ra về Tiểu Hy đi cùng Giang Thần, cô nói đúng là cô không hợp làm lớp trưởng. Giang Thần nói cô làm lớp trưởng cũng rất tốt khiến cho Tiểu Hy vui vẻ trở lại. Tiểu Hy thông báo cho Tĩnh Hiểu một tin xấu, tin tốt là sắp sinh nhật Giang Thần. Còn tin xấu là cô chưa nghĩ ra mua gì. Tĩnh Hiểu bảo với Tiểu Hy rằng đến lúc gần ngày rồi sẽ tự biết mình nên mua gì. Trong lớp lúc này lớp trưởng Lý Vi kêu gọi mọi người tham gia thể thao nhưng không mấy ai hào hứng. Cô đi xuống hỏi Tiểu Vi và Tĩnh Hiểu xem họ có muốn tham gia. Hai người từ chối vì không ưa nổi cô lớp trưởng này. Tan học Tiểu Hy và Tĩnh Hiểu đến trung tâm thương mại mua quà cho Giang Thần. Giá ở trong đây thì học sinh làm sao mà mua được. Hỏi đến cái gì cũng gần 1.000 tệ mà Tiểu Hy chỉ có 128 đồng mà thôi. Sáng hôm sau Tĩnh Hiểu vừa bước vào trường, ông bảo vệ đã đưa cho cô lá thư. Hóa ra là bố cô chu cấp tiền ăn cho cô và trong thư ông nói muốn chiều nay được gặp Tĩnh Hiểu. Đại hội thể thao diễn ra cứ nghĩ sẽ rất tẻ nhạt nhưng thầy giáo hôm nay công khai số quà thưởng khi có giải khiến cho Tiểu Hy cũng muốn tham gia. Cô và Tĩnh Hiểu tham gia môn vượt rào nữ, còn Giang Thần được Lý Vi đăng ký hội thi chạy 3.000m. Chuyển cảnh tại thư viện, Lý Vi ngồi đọc truyện tranh rất vui vẻ thì Giang Thần đi vào, cô đuổi theo cậu hỏi xem cậu mượn sách gì. Giang Thần nói sách nghiên cứu về Tiểu Hy, cô vui sướng cười thầm trong bụng đến khi nhìn thấy bìa sách thì tắt nụ cười luôn. Tiểu Hy và Tĩnh Hiểu tập luyện rất chăm chỉ. Với chiều cao có hạn của Tiểu Hy, cô chỉ còn cách đẩy rào thôi chứ không thể vượt rào như người khác được. Vào lớp Tiểu Hy đến gần Giang Thần hỏi xem cậu đang làm bài hả? Giang Thần trả lời rất hóm hỉnh cậu đang tô màu vào đề. Sau giờ học Tiểu Hy lại đợi Giang Thần đến giúp cô tập luyện, lần cô chờ cậu thì cậu cũng về mất. Bách Tùng đến và nói cậu ấy sẽ cùng cô luyện tập. Bách Tùng nhìn vào tay mình đọc ra mấy động tác trong sách ghi. Tĩnh Hiểu chạy đến khiến cho Tiểu Hát lo lắng. Cô ấy định tranh đồng hồ với Tiểu Hy hay sao? Tiểu Hy buồn ngủ xin Bách Tùng cho cô nghỉ 30 phút thôi nhưng nãy giờ cô ngồi mất một tiếng rồi. Tĩnh Hiểu bên này chăm chỉ tập thì có một cậu bạn rời ơi đất hỡi tới tóm lấy chân cô làm cô ngã đau điếng. Lục Dương đằng xa quan sát thất cờ rút mình ngã chạy đến muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng nhấc mãi không nhấc nổi Tĩnh Hiểu. Tiểu Hy và Bách Tùng thấy vậy chạy tới giúp Lục Dương nâng Tĩnh Hiểu dậy dìu vào phòng y tế. Chân Tĩnh Hiểu sưng ta và bác sĩ không cho cô tham gia thể thao nữa. Tối đến Tiểu Hy gọi cho Giang Thần tâm sự lâu rồi cô không cùng cậu về nhà. Thế rồi Tiểu Hy nói liên thiên một hồi Giang Thần liền bật loa ngoài vất điện thoại sang một bên chăm chú đọc sách. Sáng hôm sau Tĩnh Hiểu đi tìm bác sĩ và muốn khám lại. Bác sĩ vẫn nói Tĩnh Hiểu không tham gia được thi đấu. Tan học Tiểu Hy ngồi đợi Giang Thần về và cô mong cậu có thể dạy cô tập luyện. Thế nhưng lần này cũng như bao lần khác Giang Thần từ chối cô rồi ra về. Tĩnh Hiểu chân đau đạp xe đuổi theo Giang Thần rồi nói về chuyện Tiểu Hy muốn đoạt giải lần này để tặng cậu đồng hồ. Giang Thần vẫn lạnh lùng nhưng lần này cậu đã quay lại sân tập. Cậu và Tiểu Hy chạy quanh sân trường, có Giang Thần tập luyện Tiểu Hy cũng không thay đổi. Đến gần rào là cô lại sợ không thể bật qua. Ngày vận hội thể thao cũng đến, Giang Thần động viên Tiểu Hy đừng hồi hộp khiến cô cười tươi như hoa. Tiểu Hy vào trận đấu cô vẫn tiếp tục đẩy rào nhưng lần này cô chạy nhanh nhất và về đích trước.
Cứ thế Tiểu Hy giành được đồng hồ để tặng cho Giang Thần, nhưng anh không nhận mà cho Tĩnh Hiểu vì trước đó biết cô muốn có một chiếc đồng hồ dành cho bố mình. Vì Tĩnh Hiểu hẹn gặp mặt bố bây giờ nhưng khổ nỗi trường bắt ở lại sinh hoạt nên cô chơi lớn trèo cổng trốn ra ngoài. Không may cái quần lại bị rách đúng lúc thầy y tế đi tới. Thầy đưa cho cô một chiếc áo để che vào, còn Lục Dương lúc này đang bị thầy chửi cho ngu người. Sau mọi chuyện năm người cùng nắm tay nhau đi về. Lúc mỗi người một ngả, Lục Dương nhắn tin cho Tĩnh Hiểu bảo cô đừng buồn, bảo khi nào mình đủ tiền sẽ mua tặng cô đồng hồ. Bên này Tiểu Hy và Giang Thần cũng lên xe buýt trở về, hai người cùng trò chuyện vô tư hồn nhiên như tuổi học trò của mỗi chúng ta đã từng trải qua. Tại lớp học tiết tiếng Anh đổi thành tiết âm nhạc, cô giáo đi vào thông báo nhà trường tổ chức cuộc thi diễn kịch, yêu cầu cả lớp chọn ra một vở kịch để diễn, chuyển cảnh tại một tiệm sách. Tiểu Hy tính trước tương lai cho mình. Nếu cô không đỗ đại học thì cô sẽ mở một quầy bán sách như này. Còn có chương trình ghép đôi nữa, rồi hàng ngày Tiểu Hy sẽ được ngắm nhìn lũ trẻ yêu đương hẹn hò. Tĩnh Hiểu nói cô hãy giải quyết chuyện với Giang Thần đi đã. Trong lớp học Lục Dương ngồi nghiên cứu kịch bản thì Tiểu Hy nói cậu không có khả năng đó đâu. Tiểu Hy đề nghị Lục Dương vào nhóm với cô, Lục Dương đồng ý ngay vì đơn giản trong nhóm có cờ rút của cậu. Vì trong nhóm vẫn còn thiếu một người cho nên Lục Dương đến định hót Giang Thần để anh vào nhóm, nhưng còn chưa kịp nói Giang Thần đã từ chối ngay. Không làm khó được Lục Dương, cậu tiếp tục ra dụ dỗ Giang Thần. Nhìn những con người không đáng tin này, Giang Thần vẫn kiên định từ chối. Tiểu Hy ra tiêu đề sẽ diễn lại bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, nghe tên thôi cũng đủ ngao ngán rồi. Tiểu Hy tự nhân mình vào vai Tử Vi, cô gái nhẹ nhàng ấm áp. Còn Giang Thần sẽ vào vai Nhĩ Khang, một người ưu tú tài tình. Tối đến Tiểu Hy vừa ngồi xem phim vừa viết kịch bản. Sáng hôm sau cô đưa kịch bản đến cho Giang Thần, đáp thư tay chưa hết cô còn ném qua nhà cậu. Đến lớp Tiểu Hy ngủ ngoan như chú mèo, con nhân cơ hội Giang Thần trả lại cô đống kịch bản mà cô viết. Tiểu Hy quay sang nói Lục Dương sẽ làm Ngũ A Ca, còn Tĩnh Hiểu sẽ làm Tiểu Yến Tử. Hai người sẽ diễn đoạn trên bãi cỏ, Lục Dương chê kịch bản cô chọn quá xến xúa. Tiểu Hy nói trong đó có cảnh hôn thì cậu liền khen kịch bản hay, Lục Dương đồng ý rồi nhưng cái khó là Tĩnh Hiểu không ưng. Làm sao có thể thuyết phục sao cho cô ấy ưng nhận vai Tiểu Yến Tử bây giờ? Tiểu Hy đi theo Tĩnh Hiểu đến phòng y tế trường. Tiểu Hy đi theo và ngó vào xem, Tĩnh Hiểu muốn trả anh chiếc áo mà anh cho cô mượn, trong đó có cuốn sách mà Tĩnh Hiểu đã cố tình để quên. Ra đến cửa Tiểu Hy hờn dỗi chuyện gì Tiểu Hy cũng nói với Tĩnh Hiểu mà Tĩnh Hiểu không hề kể cho cô. Tĩnh Hiểu liền kể lại cho Tiểu Hy nghe lại câu chuyện của cô. Tiểu Hy cũng kể lại chuyện viết kịch bản mà Giang Thần không đồng ý diễn cùng. Vào lớp cô giáo tự ý quyết định nhóm chính lên diễn bao gồm Giang Thần, Lý Vi, Lâm, Tĩnh Hiểu cùng hai bạn nữ diễn kịch vì năm người đó có hình tượng tốt. Những nhóm còn lại tự tập với nhau. Tiểu Hy ăn cơm cùng Giang Thần, cô tiếc đứt ruột vì không được diễn cùng cậu. Lý Vi đi đến rủ Giang Thần ra tập kịch với mình. Giờ đây chỉ còn Lục Dương đau khổ vì vai Tiểu Yến Tử đã mất. Cậu đi tìm Tĩnh Hiểu nói cho cô nghe tình ý của mình dành cho cô sâu đậm thế nào. Tĩnh Hiểu chạy tới chỗ bác sĩ Lý xin lại cuốn sách mà hôm trước cô vừa để quên. Đang nói chuyện vui vẻ Lục Dương đi vào phá đám kêu mình bị bệnh tim, làm Tĩnh Hiểu tức muốn chết. Cha của Lục Dương nghe tin con trai mình bị đau tim thì nhanh chóng mang thuốc tới cho cậu. Có điều không được vào nên ông nhờ Tĩnh Hiểu mang vào giúp. Cô kiểm tra thuốc thì thấy nó đúng là dùng cho người bệnh tim mạch, mới hiểu ra Lục Dương không hề nói dối. Tĩnh Hiểu mang thuốc vào tiện cầm kịch bản nhóm của Lục Dương. Cô đọc thì cảm thấy nó quá xên xúa không hay một chút nào. Ra về Bách Tùng rủ Tiểu Hy sang nhà mình chơi. Bà của Bách Tùng khi thấy cậu đưa bạn học về thì rất niềm nở chào đón. Khi hai người còn đang mải chơi vô tình lại nghe thấy tiếng bát vỡ trong nhà. Thì ra do bà đã đến tuổi cho nên chân tay rất loạng choạng. Với cả bà thường xuyên nhận nhầm Bách Tùng là người con trai của bà, điều này khiến cậu rất khó xử. Trên đường trở về Tiểu Hy động viên tinh thần của Bách Tùng khiến cậu vui lên hẳn. Tiểu Hy trở về nhà thấy Giang Thần đang trong vai anh thợ điện may mắn. Cô còn cho cậu biết mình vừa được Bách Tùng đưa về khiến cho một người lạnh nhạt như anh cũng có chút ghen tuông. Hôm sau trên lớp bắt đầu diễn ra cuộc thi kịch, nhóm của Giang Thần xuất sắc hoàn thành vở kịch của mình. Còn nhóm của Tiểu Hy thì không lạc quan lắm nhưng được cái tấu hề, cô giáo đứng lên công bố còn gieo hy vọng cho Tiểu Hy làm cô ngỡ như nhóm mình được chọn. Có điều nhóm được chọn là Giang Thần vì chủ đề của Tiểu Hy không phù hợp với tiêu chuẩn của cuộc thi. Rất nhanh sau đó cô giáo phân công phụ trách cho mọi người trong lớp những việc cần làm trong vở kịch. Tiểu Hy may mắn khi được cô giáo giao cho chân đi thu âm tiếng sấm, cũng đến ngày diễn kịch của nhóm Giang Thần. Họ diễn rất đạt cho đến khi Tiểu Hy tới, cô vì vội vội vàng vàng chạy lên cho nên đã ngã sấp mặt làm trò hề cho mọi người xem. Sau khi tất cả mọi người đã rời đi, Giang Thần tới xem Tiểu Hy thì thấy cô đang khóc nhè. Cậu tính đến an ủi thì thấy Bách Tùng và cô đang mặc áo đôi nên rời đi. Tiểu Hy sau đó về nhà khóc suốt một đêm, cô nhớ lại lời mà Giang Thần đã nói ra thì không vui nổi. Sáng hôm sau vừa hé mặt ra đã thấy cậu làm Tiểu Hy ngại ngùng không dám gặp, đến trường cô lại bị chửi sấp mặt vì chuyện hôm qua đã làm ra. Tiểu Hy buồn bã ngồi ở hành lang thì bị thầy giám thị ganh bắt vào lớp, Tiểu Hy lúc này như người mất hồn. Đi học không có chút tâm trạng làm Lục Dương và Tĩnh Hiểu lo lắng.
Họ mang hai chai sữa đi vào để nịnh cô nhưng không ăn thua. Sau đó Tiểu Hy lại bị gọi lên phòng cô giáo nghe trách mắng vì tội không thi đại học. Bài tập thì làm sai hết, nếu có thời gian cô giáo sẽ mời bố mẹ của Tiểu Hy đến. Cô về lớp thu dọn sách vở, Tiểu Hy vô tình thấy được mẩu giấy ai đó ghi hẹn cô ở thư viện. Tiểu Hy đi đến thư viện thấy Giang Thần nhưng cậu đang ngồi cùng người khác. Hóa ra là Lục Dương trêu Tiểu Hy, cậu bạn kia đứng dậy nhường chỗ để cho Tiểu Hy ngồi đối diện Giang Thần. Ngồi thư viện học mà tâm trạng Tiểu Hy không tốt, cô khó chịu rời đi. Ra bên ngoài Tiểu Hy gặp Bách Tùng. Cậu chở cô đi lấy xe đạp, Tiểu Hy tìm mãi không thấy chìa khóa của mình đâu. Đúng là không cái ngu nào giống cái ngu nào mà. Chuyển cảnh cô bạn béo cùng lớp với Tiểu Hy bị bắt nạt. Tiểu Hy đi tới chốt hết những lời nói mà cô tính nói với Giang Thần ra cho đám này nghe khiến họ chả hiểu gì. Tiểu Hy nhấc máy lên kiểu gọi cho đại ca làm đám này sợ chạy mất dép. Giang Thần bên này về tới nhà thấy mẹ và em trai cậu đã về. Mẹ quan tâm gấp thức ăn cho cậu nhưng cậu có vẻ không vui. Rồi mẹ rót sữa để cho Giang Thần uống nhưng cậu không thèm nữa rồi đi vào phòng. Em trai nhắc mẹ là Giang Thần bị dị ứng sữa bò. Sáng hôm sau Bách Tùng đến đón Tiểu Hy đi học. Cô cũng hỏi cậu nếu cô chuyển trường mọi người có nhớ cô không? Bách Tùng nói nếu cô chuyển trường thì cậu sẽ chuyển cùng cô. Vào lớp học thầy giáo gọi Tiểu Hy lên trả lời câu hỏi. Cô không trả lời được liền bị thầy giáo la mắng. Tĩnh Hiểu đứng lên giải cứu Tiểu Hy ngắt lời thầy, còn Bách Tùng thì lên bảng giúp cô giải bài tập. Tiểu Hy sau đó tiếp tục đến thư viện ôn bài cùng Giang Thần. Cô lạnh lùng báo tin cho anh mình sẽ chuyển trường sau đó rời đi trong nước mắt. Đúng lúc đang khóc tu tu thì hai tên hôm nọ bắt nạt cô béo đi tới. Chúng tính bắt nạt Tiểu Hy thì Bách Tùng đi tới kéo cô đi. Giang Thần cũng có mặt rồi ngăn cản hai tên này lại. Cái kết mặt anh bị bầm tím một vết đã thế lại còn được nghe tin chuẩn từ mẹ Tiểu Hy rằng cô sẽ chuyển trường. Sáng hôm sau Bách Tùng đến đón Tiểu Hy sau đó cùng cô vào lớp khiến cho Giang Thần không vui. Trong lớp Hiểu Hy ngáp như nghiện thì bị thầy giáo lôi lên phòng hội đồng. Đúng lúc phụ huynh của cô cũng tới đây, thầy giáo liền phản ánh tình hình học tập của cô. Bố mẹ Tiểu Hy không trách con gái mà báo cho thầy cô biết mình chuẩn bị chuyển trường cho con gái. Thầy cô thấy vậy liền quay xe khen Tiểu Hy là một cô gái ngoan nhưng bố mẹ cô không đồng ý và nói đã làm xong tất cả thủ tục. Trong lớp các bạn biết tin Tiểu Hy sắp chuyển trường thì đi tìm thầy giáo dạy văn cầu cứu. Thầy Văn đi vào bắt đầu thao túng tâm lý bố mẹ của Tiểu Hy sau đó hỏi cô xem còn muốn chuyển trường. Tiểu Hy nói không muốn rời đi và hứa với bố mẹ lần này sẽ lọt top 15 cả lớp. Đúng như Tiểu Hy nói cô thành công lọt vào top 13 và được các bạn bảo là lòi ra cái đuôi học giỏi. Năm nay Tiểu Hy lên lớp 11, lớp trưởng hỏi mọi người đổi chỗ ngồi với nhau đi. Tiểu Hy hỏi Giang Thần có muốn ngồi với cô nhưng anh từ chối nói không muốn ngồi. Đến lúc có người muốn ngồi với Tiểu Hy thì Giang Thần lại giành chỗ. Lý Vi nhờ Giang Thần xuống bê sách giúp mình, thấy vậy Tiểu Hy xông xáo nói việc này cô làm được. Đến giờ ăn cơm Lý Vi lại gọi Giang Thần lên thư viện. Tiểu Hy và Lục Dương cũng đi theo lớp sau kệ tủ nghe lén. Lý Vi nhờ Giang Thần chọn chuyện cổ tích cho em trai cô. Giang Thần nói anh cũng không am hiểu về sách lắm, mong Lý Vi tự xem đi. Cô ta vẫn mặt dày nhờ Giang Thần chọn cho. Lý Vi đưa ra một lý do rất đáng thương khiến cho Giang Thần động lòng. Về nhà Tiểu Hy thấy bố mẹ mình cãi nhau liền lấy giấy bút ra ghi lại, sau đó đến trước mặt Giang Thần kể cho cậu nghe. Giang Thần tức giận nói Tiểu Hy đừng lấy chuyện ly hôn của bố mẹ ra làm trò đùa nữa, không vui đâu. Giang Thần đi thẳng để lại Tiểu Hy ngốc nghếch ở đó một mình. Bách Tùng thấy mặt cô ngắn tũn liền rủ cô tới cửa hàng tạp hóa để mua đồ cho chuyến đi ngày mai. Cô lại vô tình thấy ba của mình đi với người đàn ông khác liền lấy điện thoại ra gọi cho ông nhưng lại thấy ông đang nói dối. Tiểu Hy đi bộ về nhà vừa đi vừa khóc. Giang Thần chạy đến Tiểu Hy mới nói cô mình đã hối hận với những gì mình nói rồi. Về đến nhà nhìn thấy mẹ mình mà cô không kìm được nước mắt. Bố vừa về trong tình trạng say mềm nhắc Tiểu Hy đi lên làm bài tập nhưng cô bướng bỉnh không nghe. Sáng hôm sau tỉnh dậy Tiểu Hy nghe thấy bố mình đang nói chuyện điện thoại với ai đó liền hóng. Đến khi ra ngoài thì bố cô đã khóa cửa rồi. Tiểu Hy gọi điện cầu cứu các bạn. Họ thấy nhà cô chắc chắn còn chìa khóa phụ thì đúng lúc Tiểu Hy mới nhớ ra đi vào lấy chìa khóa để mở cửa. Tiểu Hy muốn đi tìm bố mình. Mấy người bạn chia nhau ra tìm và rất may mắn Giang Thần đã tìm thấy. Đến đây mới vỡ nở ra khi bố cô chỉ đi gặp người bạn để bàn chuyện công việc chứ không có ngoại tình gì ở đây. Sáng hôm sau nhóm 5 người rủ nhau lên núi ngắm hoàng hôn. Mỗi người đều hét lên điều ước của mình, trừ Giang Thần ra ai cũng không muốn làm bài tập. Tại hồ bơi Tiểu Hy đi tìm Bách Tùng động viên cậu đừng lo lắng, cứ phát huy hết năng lực kiểu gì cậu cũng được giải nhất mà thôi. Đến giờ thi Tiểu Hy và ba người bạn ngồi cổ vũ cho Bách Tùng. Giang Thần lạnh lùng vậy cũng nắm chặt tay mong Bách Tùng chiến thắng. Cuối cùng Bách Tùng về nhất khiến cho họ vui mừng chạy ra cổ vũ. Nhà báo đến hỏi xem lý do gì khiến Bách Tùng giành chiến thắng, cậu liền kéo Tiểu Hy lại nói rằng là vì cô ấy. Chuyển cảnh tại trường học, Tĩnh Hiểu trả vừa làm bác sĩ khám cho Tiểu Hy, cô nhập vai như thật còn hỏi bác sĩ con của em và Giang Thần còn giữ được không. Bác sĩ thở dài nói cô phải uống tuyết sâm ngàn năm mới giữ được cái thai trong bụng. Tĩnh Hiểu báo cho Tiểu Hy biết MU sắp đến Hàng Châu tham gia đá bóng mà Giang Thần là fan cuồng đội bóng đó.
Nếu mua vé xem trận bóng đó thì Tiểu Hy có khi phải bán thận. Thấy vậy cô liền nhờ Tĩnh Hiểu mua giúp mình vé. Tĩnh Hiểu được đà nhờ Lục Dương làm nhiệm vụ cao cả này. Tại nhà Tiểu Hy cô nịnh mẹ để bà cho cô tiền mua vé MU. Mẹ cô lúc này đang rất bận vì công việc mở quán sắp tới. Tiểu Hy liền nghĩ cách đi làm thêm để kiếm tiền mua vé xem đá bóng. Đi hỏi hết tất cả những cửa hàng nhưng không chỗ nào tặng cô. Tiểu Hy về nhà gặp Giang Thần, cô xin lỗi cậu vì không thực hiện được giấc mơ đi xem bóng đá của cậu. Sau giờ học cô chạy ra chỗ Giang Thần hỏi xem anh đã mua được vé xem phim hay chưa. Giang Thần lạnh lùng đáp là chưa vì họ bán hết vé rồi. Tại quán bán sách, Tiểu Hy và Tĩnh Hiểu mua áo MU ký tặng fan. Đây là phương án thay thế vì Tiểu Hy không đủ tiền mua vé xem đá bóng. Đúng lúc có ba cô bạn cùng trường đi vào nói chuyện tình cảm của Tiểu Hy và Bách Tùng. Họ bảo cô không hợp, Tiểu Hy lại nói hợp chứ. Giang Thần bên ngoài nghe thấy tức giận rời đi. Anh quay trở lại lớp lấy cặp ra về, Tiểu Hy đuổi theo đưa cho Giang Thần chiếc áo MU. Anh hỏi nó bao tiền sau đó trả cho cô. Tiểu Hy tức giận hét lớn sẽ không bao giờ thích cậu nữa. Ngày hôm sau ba của Bách Tùng tới hỏi Tiểu Hy xem cậu đang ở đâu. Tiểu Hy khai ra chỗ mà cậu ở còn nói những điều mà Bách Tùng thích làm. Những thứ cậu thích ăn khiến bố anh nghe xong cũng phải cúi mặt. Tối đến ba của Bách Tùng tới tìm cậu. Ông dẫn Bách Tùng đến quán lẩu để sám hối. Bố của Tiểu Hy thấy cô buồn rầu thì mua tấm vé của MU cho cô. Tiểu Hy thấy vậy thì vui mừng sung sướng nhảy lên. Đến tối về, Giang Thần gọi điện cho Tiểu Hy rủ cô đi xem bóng đá làm cô vui mừng. Đến ngày cô đội tóc giả mặc áo MU đợi Giang Thần, ấy vậy vé của Tiểu Hy là vé giả nên không vào được. Giang Thần thấy vậy liền rủ cô ra một góc rồi nói chuyện. Bách Tùng cũng đến thấy hai người vui vẻ ngồi bên nhau, cậu đau lòng ném vé vào thùng rác. Ngày hôm sau khi tan học, Tiểu Hy rủ Giang Thần cùng đi về nhưng anh đã có hẹn với Lý Vi. Đứng trên hành lang thấy cờ rút của mình sánh bước với người khác, lòng Tiểu Vi buồn vô cùng. Đã vậy cô còn nhận được lời động viên của Tĩnh Hiểu nói trông họ như thanh mai trúc mã, làm Tiểu Hy buồn thối ruột. Ngày hôm sau khi ra về thấy Bách Tùng ở lán xe đợi mình và lại còn có Giang Thần ở đây, Tiểu Hy liền bức tốc chạy đi. Giang Thần nhìn cô như vậy cũng hiểu ra vấn đề, lấy xe đạp đuổi theo. Cậu bảo cô lên xe anh đèo đi, làm Tiểu Hy vui mừng nở một nụ cười tỏa nắng. Đến bờ hồ cứ nghĩ Giang Thần và Tiểu Hy sẽ nói chuyện tình cảm, ai ngờ lãng xẹt. Tối về, Tiểu Hy nhìn đống đồ mà Bách Tùng và chiếc áo tôm và jelly của hai người suy nghĩ một hồi lâu. Ngày hôm sau, Tiểu Hy quyết định đến gặp Bách Tùng. Nhìn thấy cậu, cô lại sợ hãi chạy đi. Thấy vậy, Bách Tùng đuổi theo nhưng không may lại bị ngã đập đầu. Cô đưa Bách Tùng đến phòng y tế nhưng thầy Lý nói anh không có vấn đề gì. Tiểu Hy xin lỗi đã làm Bách Tùng có tình cảm với mình và mong anh đừng có hy vọng nhiều gì cả. Bách Tùng cố gượng cười nói anh chỉ trêu đùa cô mà thôi nhưng trong lòng tổn thương sâu sắc. Ra về, Lục Dương lại bị đám côn đồ bắt nạt chấn lột tiền. Tĩnh Hiểu thấy vậy giở tính trị đại ra đe dọa đám kia làm chúng sợ vãi nhau. Sau đó nhóm 5 người ngồi lại nghe Lục Dương kể chuyện, thì ra từ nhỏ với bản tính nhút nhát của cậu nên thường xuyên bị người khác. Đến bây giờ vẫn vậy, không có cách nào giải quyết nó. Mọi người thấy vậy thì an ủi Lục Dương và kể câu chuyện hồi nhỏ của mình ra. Trời bắt đầu vào đông, Tiểu Hy mặc áo ấm đạp xe đưa đồ ăn sáng cho Giang Thần. Bách Tùng đi qua thấy vậy liền cất túi sưởi mà cậu mua cho Tiểu Hy đi. Lên lớp, Bách Tùng muốn đưa túi sưởi cho Tiểu Hy nhưng cậu không dám đưa, cậu cứ cầm trên tay rồi bắt đầu suy nghĩ. Đến giờ ra chơi, Bách Tùng chạy tới ấn nó vào tay sau đó bảo cho cô rồi chạy đi. Trên lớp, cô giáo thông báo đang có dịch cúm. Đúng lúc Lý Vi có triệu chứng, cả lớp liền lo lắng né tránh ngay. Thầy Lý đi vào báo tin rồi chỉ cho mọi người cách bảo vệ bản thân khi có triệu chứng truyền nhiễm. Đúng lúc Tiểu Hy cũng ho, thầy Lý liền cho cô đi lên phòng y tế. Ở đây Tiểu Hy ngủ được một giấc ngon, còn mơ thấy mình bị trúng độc, còn Giang Thần bên cạnh đang khóc sướt mướt. Vì cô đang thuộc vào diện tình nghi cho nên thầy Lý nhốt cô vào phòng riêng. Tiểu Hy lo lắng gọi điện cho mẹ nhưng bà bảo trời mới cứu được cô. Mấy người bạn thân thấy Tiểu Hy như vậy tới thăm nhìn cứ như là nhà tù côn đảo. Bách Tùng lấy túi sưởi của Tiểu Vi để cho bản thân tăng nhiệt độ. Thầy Lý thấy vậy thì đưa cậu vào phòng cách ly cùng Tiểu Hy. Có kết quả từ bệnh viện, cả ba người họ đều không sao. Vừa ra bên ngoài, Tiểu Hy đã chạy đến bên Giang Thần vui vẻ cười nói vậy là đại nạn qua khỏi, Tiểu Hy bình an trở về. Giáng sinh sắp đến, Tiểu Hy không biết tặng quà gì cho Giang Thần. Thấy cô không biết chọn quà cho nên Tĩnh Hiểu đã đưa ra và gợi ý tặng Giang Thần một chiếc khăn len tự tay Tiểu Hy đan. Trên đường đi học, Tiểu Hy mượn bao tay của Lục Dương, thấy vậy Bách Tùng đi mua ngay cho Tiểu Hy bao tay mới. Cậu nói đây là quà Giáng sinh mà cậu tặng, nhưng cô đã từ chối. Thấy vậy Bách Tùng liền bảo cô đợi rồi chạy ra ngoài. Thì ra Bách Tùng đi mua bao tay cho tất cả mọi người, cậu tặng mỗi người một chiếc để Tiểu Hy nhận. Tĩnh Hiểu về nhà Tiểu Hy để đan khăn, được mẹ Tiểu Hy chỉ cho vài đường Tĩnh Hiểu đã học được, còn Tiểu Hy thì vẫn có vẻ hơi khoai. Giờ ra chơi thấy Lý Vi cũng đan khăn còn màu giống mình nữa nên khiến Tiểu Hy nản chí không muốn đan nữa. Mẹ Tiểu Hy phát hiện tấm thiệp con gái viết tặng Giang Thần. Bà lo lắng sợ con gái yêu đương sớm sẽ không còn tỉnh táo để học tập. Bà đi hỏi xem Giang Thần ở lớp Tiểu Hy yêu ai không, có hay đi ra ngoài chơi với bạn nào đó không. Giang Thần thấy vậy trả lời không có. Đến lớp, Lý Vi gọi Giang Thần ra để tặng đồ cô tự làm cho anh.
Tiểu Hy và Bách Tùng bên này đứng ngoài nghe lén cô đau lòng buồn bã, đang nghe lỏm thì Lục Dương đi ra nói to quá làm Tiểu Hy phải kéo hai người chạy đi. Lúc sau Tiểu Hy nhìn thấy ngăn bàn của Giang Thần mà Lý Vi tặng, về nhà cứ nghĩ đến chuyện đó cô liền buồn bực không nói câu gì. Mẹ thấy Tiểu Hy như vậy liền ra hỏi dò cô đang yêu ai, thích ai, để ý ai, nhưng Tiểu Hy nửa câu cũng không nói. Sáng hôm sau Tiểu Hy đứng đợi Giang Thần nhìn thấy cậu choàng khăn Lý Vi tặng khiến cô tức giận quay người bỏ đi. Trong lớp Tiểu Hy quay sang ngắm gương mặt Giang Thần một cách mê mẩn. COO liếc xuống ngăn bàn nhìn thấy chiếc khăn của Lý Vi lại buồn bã quay đi. Cô giáo đi vào thông báo cả lớp ở lại trực nhật vì ngày mai có đài truyền hình đến. Cả lớp ở lại trực nhật thì đúng lúc ngoài trời tuyết rơi, tất cả học sinh đều ra cửa sổ ngắm nhìn. Chỉ có Bách Tùng mới hiểu vì anh đứng trên nóc nhà cầm hai chai tuyết nhân tạo xịt lấy xịt để thôi. Lúc sau tuyết rơi thật tĩnh hiểu quàng chiếc khăn tự đan cho Lục Dương khiến cậu bé vui như Tết. Tiểu Hy bên này cũng lãng mạn dưới tuyết đầu mùa không kém. Cậu quàng chiếc khăn vì sợ cô lạnh, chỉ có Bách Tùng đen đủi bị phạt chống đẩy 300 cái ở phòng giám thị mà thôi. Tiểu Hy trở về nhà tặng bố tấm thiệp Giáng sinh mà cô viết làm cho bố mẹ cô nhẹ nhõm vì giờ họ không còn nghĩ cô yêu đương nữa rồi. Cả lớp đã lên lớp 12 rồi, vậy là kỳ thi đại học không còn xa, nhưng bộ ba ăn phá thì liên tục bị cô giáo la mắng. Và lần nào Giang Thần cũng đứng ra giải vây giúp Tiểu Hy để cô không phải chịu phạt. Ở căn tin trường 5 người ngồi lại ăn trưa với nhau. Giang Thần gắp đồ ăn cho Tiểu Hy, cô vui vẻ đón nhận, còn Bách Tùng đưa cả đĩa cho cô thì cô lại từ chối. Lục Dương thông báo sau đợt khám sức khỏe nhà trường sẽ cho tất cả học sinh ra ngoại ô chơi, Tiểu Vi vay tiền Bách Tùng để mua đồ cho buổi đi chơi đốt lửa trại. Bách Tùng hào sảng đưa cho cô cả ví của mình như kiểu chứng minh anh cũng là của cô vậy. Tĩnh Hiểu đi theo thầy Lý vào rạp chiếu phim. Cô đã mua vé ngồi bên cạnh thầy Lý nhưng Lục Dương đã đi theo cô còn làm kỳ đà cản mũi ngồi giữa hai người họ, khiến cho việc tỏ tình của Tĩnh Hiểu trở thành sương khói. Tiểu Hy và Bách Tùng bên này đi mua pháo hoa để đốt lửa trại. Cậu dạy gái nhắc ông chủ báo giá cô rẻ, tí nữa cậu sẽ bù cho ông. Mua xong pháo hoa, bố Bách Tùng cũng lái xe đến đón cậu đi gặp huấn luyện viên quốc gia nên Bách Tùng tạm biệt Tiểu Hy lên xe bố đi về trước. Buổi dã ngoại cũng đã đến. Tất cả mọi người lên xe chuẩn bị hành trình. Lý Vi nhanh chân ngồi với Giang Thần. Tiểu Hy thấy vậy liền ngồi cùng Tĩnh Hiểu nhưng bị Lục Dương đuổi đi vì cậu muốn ngồi với cờ giúp của mình. Bách Tùng bên này cũng được huấn luyện viên quốc gia chọn cậu làm đệ tử, một năm sau sẽ cho đi thi toàn quốc. Biết được tin này Bách Tùng rất vui vẻ vì đây là cơ hội tốt mở rộng tiền đồ. Học sinh của cả trường cũng đến bãi cỏ phía bên sông tham gia hoạt động ngoại khóa. Cả lớp chia nhau ra mỗi người đi nhặt một nhánh cây để đốt lửa trại. Lý Vi liên tục tiếp cận Giang Thần làm cho Tiểu Vi cảm thấy bất an, sợ cờ rút mình sẽ phải lòng cô ấy mất. Đốt lửa nên mọi người mở party nhảy nhót hát hò nướng thịt ầm ĩ. Tiểu Hy lôi Tĩnh Hiểu ra nhờ cô tí nữa kéo Giang Thần đến nhờ cô bạn đốt pháo hoa giúp mình. Tĩnh Hiểu hãn còn ngơ ngác thì Tiểu Hy đã hẹn Giang Thần ra rồi. Giang Thần đi ra cùng Tiểu Hy nhưng Lý Vi đuổi theo sau tâm sự mỏng với Giang Thần. Lý Vi ôm Giang Thần đúng lúc pháo hoa đằng sau bắn lên. Tiểu Hy nhìn thấy cảnh này đau lòng hai hàng nước mắt tuôn rơi. Lý Vi nhân cơ hội định hôn Giang Thần nhưng cậu đã từ chối. Bách Tùng che mắt Tiểu Hy lại rồi kéo cô ra khỏi nơi đây. Trên đường trở về Tiểu Hy vô cùng buồn bã, còn Giang Thần cảm thấy mình vô cùng có lỗi. Sau đó anh theo sau nhìn Bách Tùng đưa Tiểu Hy về nhà. Bách Tùng cũng nói cho Giang Thần biết rằng mình thích Tiểu Hy. Trở về nhà Tiểu Hy buồn bã mà khóc lóc, còn Giang Thần định nhắn tin cho cô nhưng rồi lại thôi. Sáng hôm sau bài kiểm tra của Tiểu Hy chỉ được có 64 điểm, Lục Dương liền muốn Giang Thần dạy kèm bọn họ nhưng Tiểu Hy đã từ chối điều này. Sau đó Tiểu Hy nói cho Tĩnh Hiểu biết rằng cô muốn từ bỏ không theo đuổi Giang Thần nữa. Gặp lại anh, Tiểu Hy đã vội chạy ra một góc mà khóc vì anh đã thích người con gái khác. Trở lại lớp học, bạn bè bói cho Lục Dương và Tĩnh Hiểu rằng hai người họ cùng với người mình thích vô cùng hợp khiến hai người sung sướng. Sau đó giáo viên đã nhắc nhở Giang Thần, Lý Vi và Tĩnh Hiểu rằng thầy Trương sẽ tiến cử ba người họ khi các trường đại học tuyển sinh. Vậy nên ba người họ sẽ cần phải chăm chỉ để đạt được điểm cao trong kỳ thi sắp tới. Trở về lớp học, Giang Thần thấy Tiểu Hy chán nản khi không làm được bài tập thì đã tâm sự với Bách Tùng. Vì Tiểu Hy mà Bách Tùng đã tìm đến thầy giáo để thầy giúp anh giải bài toán khiến các thầy cô khác bất ngờ. Lục Dương cũng nói cho Giang Thần biết trước đây Tiểu Hy thích anh là vì khuôn mặt đẹp trai này, vậy nên Giang Thần sẽ phải dùng gương mặt này để dụ dỗ cô thích anh một lần nữa. Trở về nhà, Giang Thần thấy em trai mình nhận được thư tình thì cảm thấy mình còn khôn bằng một đứa trẻ. Thấy trong thư có nói đến việc đánh đàn để bày tỏ tấm lòng thì Giang Thần đã nhờ Lục Dương giúp đỡ mình chuyện này. Sau đó Tĩnh Hiểu đã đưa Tiểu Hy đến để Giang Thần đánh lại bản nhạc mà cô đã hát trong cuộc thi âm nhạc khiến cô ngây người. Thử đủ mọi cách nhưng không được nên Lục Dương nói Giang Thần hãy tự giải quyết vấn đề của anh. Tiểu Hy khi thấy Lý Vi ngồi ăn cơm cùng Giang Thần thì cho rằng hai người họ thật sự là một đôi. Trở về, Giang Thần muốn được chở Tiểu Hy nhưng lại bị Bách Tùng nẫng tay trên. Sau đó Bách Tùng đã đưa Tiểu Hy đến bể bơi xem mình biểu diễn để chọc cô cười. Nhưng bất ngờ anh lại cảm thấy đau đớn khiến Tiểu Hy lo lắng. Sau khi tới bệnh viện, Bách Tùng nói cô không cần lo lắng vì anh sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Ở nhà Giang Thần đã chờ cả ngày nhưng mãi vẫn không thấy Tiểu Hy trở về. Khi bố của Bách Tùng đến, bác sĩ cho biết dạo gần đây anh vì tập luyện quá sức nên đã ảnh hưởng đến cơ bắp. Trước mắt cần phải để Bách Tùng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Giang Thần cầm ô chờ đợi mãi thì cũng thấy Tiểu Hy quay trở về, nhưng cô lại nói chuyện điện thoại với Bách Tùng một cách thân mật. Hôm sau trong giờ kiểm tra, Lý Vi đã quay cóp tài liệu nên đã bị thầy giáo bắt gặp. Cũng vì chuyện này mà cả lớp đã xôn xao, vì cô mà cả lớp bị mất mặt. Trong giờ thể dục, Lý Vi bị các bạn liên tục nói xấu, nhưng bạn cùng bàn với Lý Vi lại kiếm cơ gây sự với Tiểu Hy. Sau khi đến gặp bác sĩ, Lý Vi cho biết mẹ cô đã yêu cầu quá cao ở cô nên cô đã bị tâm lý. Kết quả của việc này đã khiến Lý Vi bị trầm cảm nhẹ. Bác sĩ khuyên giáo viên và các bạn không nên tạo áp lực lên Lý Vi. Thầy Trương cho biết trường học của Lý Vi cần phải cho thôi học để không làm ảnh hưởng đến trường học. Bác sĩ và giáo viên chủ nhiệm nghe vậy thì đã đứng ra bảo vệ Lý Vi, xin được cho cô ở lại lớp học. Ở một diễn biến khác, Tiểu Hy bất ngờ chạm mặt Giang Thần khiến cô ngại ngùng. Nhưng khi cô muốn rời đi thì lại không may bị ngã nên Giang Thần đã giúp Tiểu Hy rửa vết thương. Sau đó anh đã cõng cô rời đi, cũng nói cho cô biết chuyện giữa mình và Lý Vi không phải những gì mà cô nhìn thấy. Sáng hôm sau, Tiểu Hy thấy Lý Vi đưa cho Giang Thần một tờ giấy. Bách Tùng khi thấy cảnh này thì tưởng hai người họ đang cùng nhau hẹn hò ở hành lang. Lý Vi vì không thể ngủ được nên đã xin thầy giáo kê cho mình thêm thuốc an thần. Nhưng thầy giáo cho biết việc này là không thể vì việc kê thuốc an thần rất nghiêm ngặt. Chưa đến, Lục Dương dẫn Tiểu Hy đến thư viện để làm đề. Nhưng khi thấy Giang Thần đến thì Tiểu Hy muốn rời đi lại bị anh ngăn cản. Giang Thần đã vén tóc của Tiểu Hy khiến cô ngây người. Tiểu Hy cũng nói cho Giang Thần biết rằng mình không muốn anh chơi với Lý Vi. Trở lại lớp học, Bách Tùng thấy tâm trạng của Tiểu Hy không tốt thì đã rủ cô đi chơi, nhưng khi mua đồ anh lại quên không mang tiền. Tĩnh Hiểu lúc này vui vẻ đi tìm Lý Tình Yêu thì bắt gặp Lý Vi lén lút đi ra. Bên này, Lục Dương đã đi mua hạt giống tình yêu, nhưng khi thấy Tĩnh Hiểu đi ra thư phòng của Lý Thúc, thấy hộp hạt giống tình yêu trên bàn, anh biết được người cô ấy thích là Lý Thúc. Trở về lớp học, Lục Dương đã đổ hết thuốc mà Tĩnh Hiểu xin được của Lý Thúc vào nước khiến cô tức giận. Vì điều này mà đã khiến cho Lục Dương phải đau khổ khi va phải con đĩ tình yêu. Tối đó, Giang Thần theo sau Tiểu Hy trở về nhưng lại bị Bách Tùng đèo cô về trước. Bên này, Lục Dương đang đau khổ mà nhớ về hình ảnh anh được Tĩnh Hiểu quan tâm. Sáng hôm sau, mọi người bất ngờ nhìn thấy Lý Vi muốn nhảy lầu hóa vàng thì Giang Thần và Lý Thúc đã vội chạy đến để ngăn cản cô làm việc này. Nhân lúc Lý Vi không chú ý mà cả hai đã đến giữ cô lại. Tĩnh Hiểu cảm thấy Lý Vi dạo gần đây rất lạ vì hôm trước cô nhìn thấy Lý Vi lén lút đi ra từ phòng của Lý Thúc. Lúc này, mẹ của Lý Vi đã đến muốn kiện nhà trường vì đã cho cô uống một loại thuốc an thần. Bà ta trách mắng con gái mình học hành thì sa sút mà khi đến trường này lại bị mắc chứng bệnh trầm cảm. Sau khi thấy Trương hỏi thì Lý Vi đã cho biết Lý Thúc là người đã đưa cho mình loại thuốc an thần. Tĩnh Hiểu ở bên ngoài đã chứng kiến điều này liền đi theo thầy Trương. Thầy Trương đã tìm đến Lý Thúc để chỉ trích anh về hành vi của mình, nhưng Tĩnh Hiểu lại tìm đến Lý Vi hỏi cô tự trộm thuốc tại sao lại đổ lên đầu Lý Thúc. Vì số thuốc trong hộp không đủ nên Lý Thúc đã bị đuổi việc. Tĩnh Hiểu thấy vậy thì đã ngăn cản anh, hỏi anh tại sao lại không giải thích chuyện này. Nhưng Lý Thúc cho biết nhìn tình hình của Lý Vi bây giờ thì hãy thông cảm cho cô ấy. Lý Thúc hy vọng sẽ không có thêm đả kích nào gây ra cho Lý Vi và Tĩnh Hiểu cũng sẽ giúp đỡ cô ấy trong chuyện lần này. Nhưng bất ngờ Tĩnh Hiểu đã tìm đến thầy Trương mà nói dối rằng chính mình là người đã trộm thuốc cho Lý Vi. Vì chuyện này mà Tĩnh Hiểu bị kiểm điểm trước lớp và kiều lộ với Lục Dương chỉ trích cô chuyện này. Chuyện nghiêm trọng này khiến Tĩnh Hiểu phải mời phụ huynh lên, những cô không biết phải nói với mẹ của mình như thế nào. Trên xe bus, Giang Thần cũng cho Tiểu Hy biết anh đã biết Lý Vi mắc bệnh trầm cảm từ lâu và lén để hạt giống tình yêu vào ba lô của cô. Sáng hôm sau, nghe tin Lý Thúc đã được quay trở lại khiến Lục Dương tức giận mà rời đi, nhưng bất ngờ bệnh tim của anh phát bệnh khiến anh ngất lịm. Sợ rằng Lục Dương sẽ gặp nguy hiểm, Lý Thúc mặc kệ sự can ngăn của thầy Trương mà bảo Tĩnh Hiểu lấy thuốc để tiêm cho anh. Đến khi Lục Dương trở lại bình thường thì tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nhập viện, Giang Thần đã nói cho Lục Dương biết chính Lý Thúc là người đã đưa anh từ cõi chết trở về. Cùng thời điểm đó, Tĩnh Hiểu đã đến tìm Lý Thúc nhưng anh vẫn phải rời đi. Anh cho biết mình đã nhận lỗi với thầy Trương rằng mình chính là người đã đưa thuốc cho Lý Vi, nhưng hành vi này của Tĩnh Hiểu vẫn bị thầy Trương kiểm điểm cô trước toàn trường. Đúng lúc này thì Lục Dương với đầu xanh đầu đỏ cũng bước đến muốn đọc bản kiểm điểm của mình. Trước mặt toàn trường, anh mạnh dạn nói rằng mình thích Tĩnh Hiểu. Tối đó, Tĩnh Hiểu trở về nhà thì đã thấy Lục Dương đang vui vẻ ăn cơm với mẹ của mình. Đến khi trở về, Lục Dương đã nói lời tạm biệt với Tĩnh Hiểu vì từ mai anh sẽ không đến trường nữa. Hôm sau, Tĩnh Hiểu trên lớp không thấy Lục Dương đi học thì cảm thấy có chút trống vắng. Giáo viên và mẹ của Giang Thần thấy thành tích học tập của anh vô cùng tốt thì muốn anh thi vào trường Đại học Thanh Hoa. Nhưng Giang Thần cho biết vấn đề đó hãy để sau vì hiện tại anh chưa nghĩ đến chuyện này. Sau đó, đám người Tiểu Hy muốn buổi chiều đi thăm Dương Lục nhưng Tĩnh Hiểu vì ngại ngùng nên không dám đi. Tĩnh Hiểu buồn bã đi đến rạp phim một mình mà nhớ đến hình ảnh của Lý Thúc trước đây, không những vậy còn có cả hình ảnh của Lục Dương. Điều này đã khiến Tĩnh Hiểu mắc kẹt ở giữa vì hai người họ luôn đối xử tốt với cô.
Sau đó thì đám Giang Thần cũng đến thăm Lục Dương, lại bắt gặp cảnh anh sợ Kim Tiêm, nhưng bất ngờ là Tĩnh Hiểu cũng đã mua quà đến cho Lục Dương. Cô còn đem theo cả bài giảng trên lớp đến cho anh nhưng anh lại từ chối. Vì buồn chán nên ba người Bách Tùng đã cùng nhau chơi bia. Để thể hiện trình độ của mình với Tiểu Hy thì Bách Tùng đã dễ dàng đánh bại Giang Thần. Sau đó anh cũng muốn dạy Tiểu Hy chơi bộ môn này nhưng cô đã bị Giang Thần túm áo mà lôi đi. Trên đường trở về, Tiểu Hy an ủi Giang Thần dù anh có thua Bách Tùng cũng không sao nhưng anh vẫn bắn rất giỏi. Về đến nhà, Tiểu Hy biết được mẹ của Giang Thần muốn anh thi vào học ở Thanh Hoa thì có chút buồn bã. Chuyển cảnh Bách Tùng trung lúc khởi động để luyện tập thì cơn đau của anh bỗng tái phát. Bác sĩ cho biết tình hình không được khả quan cho lắm nên anh cần phải nghỉ ngơi để bồi bổ cơ thể. Hôm sau, Tiểu Hy thấy Bách Tùng lêu hêu thì đến thì thầm mùa xuân cùng anh. Khi động vào vai của Bách Tùng thấy rằng anh vẫn còn đau thì biết được chấn thương của anh vẫn chưa khỏi. Giang Thần chứng kiến hai người họ nói chuyện thì đến kiếm cớ để Tiểu Hy rời đi. Sau đó Tiểu Hy đã tìm đến giáo viên chủ nhiệm để hỏi xem rằng với thành tích học tập của mình liệu có thể thi vào Đại học Bắc Kinh. Giáo viên nghe vậy thì cho biết với thành tích này của Tiểu Hy thì cô sẽ không thể nào trượt được mà là chắc chắn trượt khi vào đại học. Tối đó Tiểu Hy muốn Giang Thần kèm mình học để cô có thể cùng anh học đại học ở Bắc Kinh. Hôm sau Tĩnh Hiểu đến thăm Lục Dương nhưng thấy anh đang học nên cô đã đợi ở bên ngoài. Lục Dương khi biết tin này từ bác sĩ thì đã nhờ cô nói dối rằng mình đã xuất viện. Tĩnh Hiểu nghe vậy thì đã liền chạy vào tìm Lục Dương nhưng anh lại trốn ở một góc nên cô chỉ nhìn thấy món quà của mình bị bỏ lại. Chuyển cảnh bố của Bách Tùng bất ngờ đến tìm gặp Tiểu Hy. Chú Ngô cho biết hiện tại chấn thương của Bách Tùng là vô cùng nghiêm trọng mà cậu lại vẫn muốn thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Vì Tiểu Hy là người mà cậu ấy tin tưởng nhất nên chú Ngô muốn cô khuyên bảo con trai mình. Tối đó Giang Thần chờ đợi Tiểu Hy ở dưới nhà mà nói cho cô biết rất có thể anh sẽ không thi vào trường Thanh Hoa khiến cô vui mừng. Hôm sau Tiểu Hy đã đến nhà của Bách Tùng nói cho anh biết rằng bố của anh đã kể hết về chấn thương của anh là vô cùng nghiêm trọng. Bách Tùng cho biết có thể anh sẽ từ bỏ môn bơi lội để quay trở lại học tập nhưng điều này sẽ khiến anh bắt đầu học lại kiến thức từ lớp 10. Tiểu Hy khuyên anh hay suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này vì lúc nào các bạn cũng sẽ ủng hộ anh. Giang Thần khi thấy hai người họ trò chuyện thân mật với nhau thì vô cùng khó chịu. Không những vậy, bạn bè khi thấy hai người họ đi cùng nhau còn tưởng cả hai đã thành một đôi. Vì chuyện này mà Giang Thần đã quyết định thi vào Đại học Thanh Hoa theo ý của mẹ mình. Trở về nhà, Tiểu Hy đã chờ sẵn ở dưới để có thể đưa tiễn Giang Thần. Những ngày sau đó, Tiểu Hy đã chăm chỉ học tập với ước muốn có thể thi đỗ Đại học Thanh Hoa cùng với Giang Thần. Tiểu Hy cũng nhận ra tình yêu mà Tĩnh Hiểu dành cho Lục Dương đã nảy mầm. Nhưng Tĩnh Hiểu không biết tại sao gần đây anh luôn tìm cách né tránh mình. Hôm sau kỳ tuyển sinh của Đại học Thanh Hoa kết thúc, Giang Thần cũng đã quay trở về. Giáo viên muốn mỗi người hãy viết ra ngôi trường đại học mà mình muốn thi đậu ra giấy. Tiểu Hy thấy Giang Thần muốn thi đậu Đại học Thanh Hoa còn Bách Tùng không ghi gì thì cũng khiến cô đắn đo. Tiểu Hy vẫn không biết rằng Bách Tùng có dã từ sự nghiệp bơi lội hay không. Nếu như chuyện đó xảy ra, cô thực sự cảm thấy đáng tiếc thay cho anh. Lúc này Giang Thần cũng đến thấy hai người họ cùng nhau học thì châm biếng nói người dốt giảng bài cho người ngu. Cùng thời điểm đó Tĩnh Hiểu cũng đến thăm Lục Dương nhưng anh lại không dám đối diện với cô. Tĩnh Hiểu muốn Lục Dương trở lên tốt hơn trong kỳ thi sắp tới nhưng anh lại muốn đuổi cô về, không muốn cô đến thăm mình. Một lúc sau Giang Thần cũng đến thăm Lục Dương thì ấy anh đang dính lại bài tập mà đã bị Tĩnh Hiểu xé bỏ. Hóa ra vì sức khỏe của mình không tốt nên Lục Dương không còn dám theo đuổi cô. Giang Thần khi biết Tiểu Hy đã khóc nức nở lúc biết tin anh thi Đại học Bắc Kinh thì quyết định muốn học y để có thể ở lại bên cô. Tối đó Giang Thần đã nói chuyện này với mẹ của mình nhưng bà có chút không đồng ý. Hôm sau Tiểu Hy đã nhờ Giang Thần giảng bài cho mình. Nhưng trong lúc anh ngủ quên, Tiểu Hy định thơm trộm anh một cái thì anh đã tỉnh lại. Đúng lúc này Bách Tùng ở bên ngoài cũng chứng kiến cảnh này của hai người họ. Điều này đã khiến Bách Tùng buồn bã mà rời đi, không may va phải đám người đang chơi bóng mà chảy máu mũi. Trong giờ học anh bất ngờ nghe tin của mình đi mất thì vội vã đi tìm. Thầy giáo thấy vậy thì muốn đuổi theo nhưng đã bị đám người Tiểu Hy ngăn cản, sau đó cô và Giang Thần cũng giúp anh đi tìm bà của Bách Tùng. Đến khi thấy bà của Bách Tùng, Tiểu Hy đã gọi điện cho anh, nhưng vì hoảng sợ nên bà không nhận ra anh mà cắn vào tay của Giang Thần. Không hiểu kiểu gì mà sau đó bà lại nhận nhầm Giang Thần là Bách Tùng. Trở về nhà nhìn vết cắn trên tay của Giang Thần, Bách Tùng đã gửi lời cảm ơn đến anh. Anh quyết định sẽ bơi trở lại để không phụ sự kỳ vọng của bà. Ngoài ra Bách Tùng cũng nhờ Giang Thần thay anh chăm sóc cho Tiểu Hy. Sau đó bố của Bách Tùng đã đưa anh đến trường để nói lời tạm biệt với ba người Tiểu Hy. Anh cho biết mình sẽ thôi học để chuyên tâm vào bộ môn bơi lội của mình. Trở về, Giang Thần nói cho Tiểu Hy biết anh sẽ không thi vào Đại học Thanh Hoa mà muốn học y ở Chiết Giang. Tiểu Hy nghe vậy liền muốn thi vào trường mỹ thuật để có thể ở gần anh. Trở về nhà, Tiểu Hy cũng đã nhận được tin nhắn muốn hẹn gặp từ Bách Tùng. Anh muốn nói ra những lời mình luôn giấu kín trong lòng suốt bấy lâu nay. Bách Tùng thừa nhận mình đã thích Tiểu Hy từ lần đầu tiên khi nhìn thấy cô cổ vũ mình. Những chuyện trước đó anh đã làm tất cả chỉ muốn được nhìn thấy Tiểu Hy vui vẻ.
Lời nói của Bách Tùng đã khiến cho cô xúc động mà rơi nước mắt, nhưng anh sẽ quyết định không thích cô nữa để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Ở một diễn biến khác, mẹ của Giang Thần vui vẻ khi nhận được giấy nhập học trường Thanh Hoa, nhưng Giang Thần cho biết mình không muốn đi. Sở dĩ anh học toán là muốn được tiếp tục thực hiện ước mơ của bố. Thi vào Đại học Thanh Hoa là ước mơ của mẹ, nhưng ước mơ của anh là muốn được học y. Sau khi kết thúc bài thi vào đại học thì buổi họp lớp cuối cùng cũng diễn ra. Giáo viên chủ nhiệm gửi những lời chúc cũng với những lời chia tay cuối cùng đến cả lớp. Có lẽ đây là bầu không khí mà không một học sinh nào muốn trải qua, khiến ai nấy đều rơi nước mắt. Trở về nhà, Tiểu Hy thấy bố mẹ của cô lập đàn rồi đốt sớ bắt cô uống bát nước với hy vọng cô sẽ đỗ đại học. Bên này, mẹ của Giang Thần muốn lúc anh đi điền nguyện vọng thì bà sẽ đi cùng anh. Đến khi có điểm thi, Tiểu Hy đã vội vàng chạy đến thông báo cho Giang Thần biết cô được 549 điểm. Tại cuộc thi bơi, bố của Bách Tùng nhắc nhở anh cần phải cố gắng hơn để có thể vào đội tuyển quốc gia. Tại trường học, các bạn đã nộp nguyện vọng của mình, nhưng Giang Thần phải đợi vì mẹ của anh muốn chính mắt thấy nguyện vọng của anh. Mẹ của Giang Thần khi thấy con trai mình đặt nguyện vọng học y ở Chiết Giang lên đầu thì muốn sửa lại theo ý của mình. Nhưng anh đã đe dọa bà nếu như bà đăng ký Đại học Thanh Hoa thì anh sẽ bỏ học. Bên ngoài, Tĩnh Hiểu biết rằng Lục Dương vẫn chưa có người yêu thì chủ động nói rằng mình chính là bạn gái của anh. Tiểu Hy khi biết hai chuyện của hai mẹ con Giang Thần thì cũng cảm thấy đáng tiếc khi anh không muốn học ở Thanh Hoa. Cho đến khi nhận được kết quả đã đỗ đại học Chiết Giang, em trai Giang Thần cũng vui vẻ mà chúc mừng anh. Tĩnh Hiểu cũng đã vội vàng chạy về khoe với mẹ của mình. Lục Dương cũng may mắn đỗ nguyện vọng hai mà vui mừng vì sẽ được ở gần Tĩnh Hiểu. Nhưng chỉ có riêng Tiểu Hy là không may mắn, như ba người họ cô đã không được trúng tuyển vào đại học. Giang Thần đã gọi điện cho Tiểu Hy nhưng không thấy cô, bắt máy liền sang nhà để tìm cô. Thấy tâm trạng của Tiểu Hy không tốt, anh liền muốn cả hai cùng nhau ra ngoài đi dạo. Tại bể bơi, Bách Tùng cũng đã cố gắng để có thể có được vị trí số 1, khiến anh vui mừng mà gọi điện cho Tiểu Hy nhưng cô không bắt máy. Lúc này Tiểu Hy đang khóc nức nở không ra nước mắt, nhưng Giang Thần không biết phải dỗ cô như thế nào. Anh muốn Tiểu Hy thi lại và anh sẽ là người dạy kèm cho cô. Vì anh học y sẽ phải học 5 năm nên khi ấy cả hai sẽ cùng nhau tốt nghiệp. Tiểu Hy sau đó cũng đã trở về thông báo cho bố mẹ của cô biết chuyện này. Bách Tùng khi được phỏng vấn thì cũng đã gửi lời chúc đến cô. Hôm sau, Giang Thần cũng đã lên đường đến Chiết Giang, còn Tiểu Hy cũng tham gia lớp học vẽ. Giang Thần đã chờ đợi cả ngày nhưng lại chẳng nhận được cuộc điện thoại nào của Tiểu Hy. Tối đó anh đã gọi điện cho cô nhưng lại chẳng nhận được sự hỏi thăm nào. Sau nhiều ngày thì đám người họ cũng đã gặp lại nhau, nhưng Tiểu Hy lại lem nhem chẳng khác gì con mèo. Những ngày sau đó, Tiểu Hy đã cố gắng học tập để chạy đua với thời gian. Sau khi bài thi kết thúc, Tiểu Hy khá là tự tin về bài làm của mình mà gọi điện cho Giang Thần. Nhưng anh lại nhắc nhở cô cho bài thi đại học sắp tới. Đêm trước ngày thi đại học diễn ra, Giang Thần đã gửi lời động viên đến Tiểu Hy. Một tháng sau thì Tiểu Hy cũng đã nhận được thông báo trúng tuyển. Tối đó, đám người bọn họ đã cùng nhau tụ tập để chúc mừng Tiểu Hy thi đỗ đại học. Sau khi cuộc vui kết thúc, Giang Thần thấy Tiểu Hy say xỉn mà dắt cô về. Nhân cơ hội nghĩ cô sẽ không nhớ chuyện gì của đêm nay nên Giang Thần đã hôn Tiểu Hy. Sau khi trở thành tân sinh viên, đám người ở Chiết Giang đã ăn mừng để chào đón tân sinh viên. Bọn họ chơi trò quay chai để chọn ra một người, muốn người đó phải nói thật. Cô gái đối diện khi phải trả lời câu hỏi cô có bạn trai chưa thì liền nhìn thẳng về phía Giang Thần. Giang Thần thấy vậy thì đã cầu cứu Tiểu Hy. Thấy vậy, Tiểu Hy liền giả vờ đau bụng để hai người họ rời đi. Nhớ lại khi nãy Giang Thần gọi mình là bạn gái đã khiến cho Tiểu Hy sung sướng mà vội đến khoe với Tĩnh Hiểu. Sáng hôm sau, Lục Dương đến thư viện ngắm nhìn Tĩnh Hiểu thì thấy có người muốn làm quen với cô khiến anh khó chịu. Nhưng anh không ngờ là trong sách của Tĩnh Hiểu đã có rất nhiều người muốn làm quen với cô. Điều này đã khiến Lục Dương giận dỗi nên cô đã thơm anh một cái. Tại ký túc xá, Giang Thần đã gọi điện cho Tiểu Hy hẹn cô đi ăn cơm nên đám bạn của cô đã biết rằng cô có bạn trai. Sau đó cả hai đã cùng nhau đi dạo. Tiểu Hy đã hát một câu để nhắc khéo Giang Thần nắm tay mình. Trong bữa ăn, Giang Thần thừa nhận hai người họ đang hẹn hò. Tiểu Hy muốn anh gọi mình là cục cưng nhưng đã bị anh từ chối. Thấy tối nay cô không bận, Giang Thần liền muốn cô ở cùng mình khiến cô hắn hơi ra cả mì. Vì hình ảnh xấu xí này của mình đã khiến Tiểu Hy ngại ngùng nó chia tay. Giang Thần thấy vậy thì chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy. Hôm sau, Tiểu Hy đã kể cho Tĩnh Hiểu biết rằng hai người họ đã ôm nhau. Nhưng Tĩnh Hiểu lại cho rằng tiến độ của bọn họ như vậy đáng lẽ phải đến giai đoạn chụt chụt rồi. Tối đó, theo lời của Tĩnh Hiểu thì Tiểu Hy đã ăn mặc gợi cảm hơn để đi hẹn hò với Giang Thần. Thấy cô ngồi cách xa mình, Giang Thần liền muốn cô lại gần để anh hôn một cái. Mặc dù có chút ngại ngùng nhưng Tiểu Hy vẫn nhắm mắt nhắm mũi để anh hôn mình. Tiểu Hy muốn biết liệu rằng có phải do hôm nay cô ăn mặc sexy nên anh mới hôn mình. Nhưng Giang Thần chỉ muốn thử xem da ở môi và da bình thường chạm vào nhau có gì khác biệt. Khi mùa đông đến, Tiểu Hy muốn Giang Thần dở trang sách giúp mình thì đã có một người chụp lạnh khoảnh khắc đẹp đẽ của hai người họ. Sau đó, Tô Giai đã đến tìm Tiểu Hy muốn sử dụng hình ảnh thân mật của hai người họ làm chủ đề cho hoạt động lần này. Sẽ có rất nhiều cặp đôi được chọn ra và cặp đôi được bình chọn nhiều nhất sẽ được đăng lên trang báo.
Tô Dài thấy rằng với sự đẹp trai của Giang Thần và trình độ Photoshop của Tiểu Hy mà không giành hạng một thì vô cùng đáng tiếc. Nhưng khi Giang Thần khi thấy hình ảnh của bọn họ được đăng lên thì lại có chút không vui vì anh là người không thích phô trương. Vài tháng sau, Lục Dương đã sử dụng nắp lon làm nhẫn cưới để cầu hôn Tĩnh Hiểu. Điều này đã khiến cô tức giận mà rời đi vì hành vi quá trẻ con của Lục Dương. Vì Lục Dương sắp phải phẫu thuật nên anh đã cố gắng để không làm tổn thương đến Tĩnh Hiểu. Anh vẫn luôn cố gắng che đậy chuyện này không cho cô biết để cô có thể chú trọng vào ôn thi tốt nghiệp. Sau đó Giang Thần đã đến tìm Tiểu Hy nói cho cô biết chuyện này. Anh nghĩ rằng chuyện Lục Dương phải phẫu thuật vẫn nên nói cho Tĩnh Hiểu biết. Sau đó Tĩnh Hiểu cũng đã tìm đến thăm Lục Dương cùng anh xem tin tức Bách Tùng đạt huy chương vàng. Trên TV, Bách Tùng cũng chúc Lục Dương vượt qua cuộc phẫu thuật này. Trước giờ phẫu thuật, mọi người đã vô cùng lo lắng cho Lục Dương. Tĩnh Hiểu cũng đã đồng ý với lời cầu hôn trước đó của anh. Ca phẫu thuật sau cùng cũng đã thành công và Lục Dương đã bị Tĩnh Hiểu thu hết máy chơi game của anh. Ở một diễn biến khác, Tiểu Hy nói cho Giang Thần biết cô đã tìm được việc làm trong hè này. Mặc cho Giang Thần không muốn cô đi làm nhưng cô vẫn quyết không nghe theo, Tiểu Hy đã phải mặc đồ gấu bông để phát tờ rơi. Sinh viên của trường thấy bộ đồ này thì đến chụp ảnh chung, còn nói xấu Tiểu Hy không xứng với Giang Thần. Vài tháng sau thì Giang Thần cũng đã trở về nhà thăm Tiểu Hy. Không những vậy, anh còn mua cả quà để tặng cho cô. Trước khi rời đi, Giang Thần muốn hôn Tiểu Hy nhưng nào ngờ lần này cô lại là người chủ động. Sáng hôm sau, Tiểu Hy đang chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn luận văn của mình. Nhưng bạn cùng phòng cho biết nếu như thành công thì cô sẽ phải rời khỏi ký túc xá. Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Tiểu Hy đã gọi điện cho Giang Thần nói rằng mình sẽ đến thăm anh. Nhưng khi vừa đến, cô đã bắt gặp một bệnh nhân nữ có ý đồ muốn tán tỉnh anh. Khi cả hai định đi ăn thì Giang Thần lại nhận được một ca phẫu thuật. Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, Giang Thần đã nhắn tin cho Tiểu Hy muốn sửa CV giúp cô nhưng cô đã nhờ Tĩnh Hiểu sửa giúp mình. Sau cuộc họp, trưởng khoa cho biết bệnh viện muốn chọn ra một bác sĩ thực tập ưu tú đến bệnh viện Hiệp Hòa để bồi dưỡng 4 năm. Sau nhiều lần cân nhắc thì Giang Thần chính là người được chọn. Tối đó anh đã đến tìm Tiểu Hy, thấy cô lúc nào cũng nhớ nhung mình, chỉ muốn ôm mà không muốn rời xa. Vậy nên hôm sau anh đã tìm đến trưởng khoa mà từ chối về việc đi bồi dưỡng. Trưởng khoa khi biết Giang Thần từ chối là vì bạn gái thì đã cho anh thêm thời gian để suy nghĩ. Tại ký túc xá, bạn cùng phòng cho biết chỉ có mỗi Tiểu Hy là chưa nộp đồ án tốt nghiệp và chưa đi tìm phòng ở bên ngoài. Sau đó Tiểu Hy đã một mình đi tới nơi môi giới nhà đất để đi thuê vòng, nhưng vì đi một mình nên sợ ông ta có ý đồ xấu nên cô đã bỏ chạy. Cô khóc lóc đến tìm Giang Thần nhưng anh đang bận phải thực hiện ca phẫu thuật. Thấy Tiểu Hy khóc lóc, y tá tưởng rằng cô theo đuổi Giang Thần thì khuyên cô hãy từ bỏ vì anh sắp đi Bắc Kinh. Sau khi Giang Thần tìm đến, Tiểu Hy đã trách móc anh tại sao lại không nói cho mình biết chuyện này, cảm thấy ý kiến của mình không được tôn trọng nên Tiểu Hy muốn chia tay. Đúng lúc này anh cũng nhận được cuộc phẫu thuật nên không thể đuổi theo cô. Sau đó Tiểu Hy đã tìm đến Tĩnh Hiểu để thì thầm mùa xuân. Cô cho rằng ngay từ đầu Giang Thần đã không thích mình nên mới lúc nào cũng bận như vậy. Trong cuộc họp, trưởng khoa cho biết đã tìm được team phù hợp cho bệnh nhân nên cuộc phẫu thuật này sẽ vô cùng khó khăn. Giang Thần sẽ phụ trách phòng cách ly sau phẫu thuật. Ra ngoài, gia đình của bệnh nhân đã tìm đến để cảm ơn Giang Thần. Cậu bé cũng tặng anh bức tranh mà đã tự vẽ vẽ anh. Nhưng cuộc phẫu thuật không thành công đã khiến cho Giang Thần buồn bã mà đến tìm Tiểu Hy. Nhưng cô lại chẳng thèm để ý đến cảm xúc của anh lúc này, cũng chẳng muốn nói chuyện với anh. Cầm bức tranh của cậu bé trên tay cùng với lời chỉ trích của Tiểu Hy nên Giang Thần đã quyết định rằng anh sẽ đi bồi dưỡng ở Hiệp Hòa. Những ngày sau đó hai người họ đã không còn liên lạc với nhau. Đến khi hai người tìm đến nhau thì lại thấy đối phương đi cùng một người khác. Cho đến ngày Giang Thần phải đi Bắc Kinh, anh nhìn sợi dây mà Tiểu Hy đã tặng mình liền nhớ đến cô. Anh gọi điện cho Tiểu Hy muốn cô đến gặp mình nhưng cô đã từ chối điều này. Miệng thì từ chối nhưng Tiểu Hy vẫn chạy đến sân bay nhưng anh đã rời đi khiến cô khóc lóc. Tưởng rằng anh sẽ xuất hiện, nào ngờ người đó lại là Bách Tùng. 3 năm sau, Bách Tùng đến đón Tiểu Hy thì bất ngờ nhận được tin bố của cô bị tai nạn. Tiểu Hy đã vội vàng chạy vào bệnh viện thì Giang Thần cũng đã nhìn thấy cô. Anh tìm đến Tiểu Hy khiến cho thời gian như chậm lại khi hai người họ nhìn thấy nhau. Đúng lúc này thì Bách Tùng cũng chạy đến muốn đóng viện phí giúp Tiểu Hy nhưng y tá cho biết phẫu thuật khoa xương khớp đã kín lịch. Nghe vậy, Giang Thần đã nhờ đồng nghiệp của mình giúp anh sắp xếp rằng bố của bạn mình đã bị chấn thương eo. Sau đó anh đã gặp lại Lục Dương và Tĩnh Hiểu nhưng hai người họ không muốn nói chuyện với anh sau 3 năm biệt tích. Tối đó Giang Thần đã đến đón Tiểu Hy về nhà. Biết được anh bị đau dạ dày nên cô đã mời anh lên nhà mình ăn cơm. Tiểu Hy đã nấu cho anh một bát mì nhưng khi đem ra thì Giang Thần đã ngủ gật. Nhưng vì cả hai không có gì để nói nên khi ăn xong Giang Thần đã rời đi. Hôm sau mẹ của Tiểu Hy cũng đến để cảm ơn Giang Thần vì đã sắp xếp cho bố của cô có thể phẫu thuật trước. Nhưng anh cho biết chuyện này đều nhờ hết vào công lao của Tô Mộc. May mắn là vết thương của bố Tiểu Hy không có gì nghiêm trọng nên cuộc phẫu thuật đã thành công. Tối đó Tô Mộc đã tìm đến Tiểu Hy để hỏi vô về mối quan hệ giữa hai người họ. Thấy cô nói là bạn bè nên Tô Mộc muốn biết bạn gái của Giang Thần là ai.
Sáng hôm sau, mẹ của Tiểu Hy muốn cô mang hoa quả đến để cảm ơn Giang Thần, hy vọng cả hai sẽ quay lại với nhau. Nhưng bố của cô lại muốn con gái mình hẹn hò với Bách Tùng. Sau khi Tiểu Hy mang đồ đến, Giang Thần muốn biết liệu rằng cô có từng hối hận, nhưng câu trả lời của cô lại là chưa. Sau đó Lục Dương cũng mời Giang Thần đến party của bọn họ. Không những vậy, Lục Dương cũng gửi lời mời đến cho Bách Tùng, muốn anh dẫn theo cả Tiểu Hy. Tại buổi party thì Giang Thần cũng dẫn theo bạn gái của mình đến. Đông Na nói Giang Thần diễn thì diễn cho đúng, muốn anh đút trái cây cho mình. Bách Tùng thấy vậy thì cũng đút cho Tiểu Hy, mặc dù ngồi cạnh Đông Na nhưng mắt của Giang Thần luôn nhìn về phía Tiểu Hy. Sau đó anh còn lau tay cho Tiểu Hy khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Đến khi ra về, vì không gọi được xe nên Giang Thần đã chở Bách Tùng và Tiểu Hy về. Sau khi đưa Bách Tùng và Đông Na về thì chỉ còn Giang Thần và Tiểu Hy ở trên xe. Anh giả vờ xe bị chết máy mà yêu cầu Tiểu Hy xuống đẩy xe rồi nhốt cô ở ngoài để cô lên ghế trước ngồi cùng mình. Nhưng trên đường chở cô về, Giang Thần lại chẳng nói một lời nào. Đến khi Tiểu Hy rời đi, anh đã vội đuổi theo để trả lại cô chìa khóa. Giang Thần muốn Tiểu Hy thông cảm cho mình vì công việc của anh rất bận rộn. Anh muốn cô xin lỗi về chuyện khi xưa rồi bất ngờ hôn lấy cô, vì nụ hôn ấy đã khiến cho Tiểu Hy cả đêm không thể nào ngủ được. Hôm sau Tiểu Hy đến bệnh viện thì biết được Đông Na là bệnh nhân của Tô Mộc. Giang Thần muốn cô ấy đóng giả làm người yêu của anh để xem Tiểu Hy có ghen khi nhìn thấy cảnh này. Sau đó Tiểu Hy đã đến xem Tĩnh Hiểu thử váy cưới. Thấy mình xinh đẹp nên Tĩnh Hiểu cũng muốn Tiểu Hy đi thử. Trong lúc chọn váy, Tiểu Hy cũng nói cho Tĩnh Hiểu biết rằng Đông Na là người mà Giang Thần đưa đến để thử cô. Tĩnh Hiểu cũng không cô nên hãy nói chuyện rõ ràng với Giang Thần và Bách Tùng. Sau khi thay váy cưới thì nhìn Tiểu Hy cũng chẳng xinh lên tí nào. Giang Thần khi thấy cô thử váy cưới cùng Bách Tùng thì tức giận mà rời đi. Sau đó Tiểu Hy đã mua cơm cho bố mẹ của mình ở bệnh viện nhưng Giang Thần đã mang đến cho hai người họ. Thấy vậy Tiểu Hy đã đem cơm đến cho Giang Thần. Cô đã không quan tâm đến chuyện anh đã hôn mình và chuyện Đông Na bởi vì cô chẳng muốn biết trong lòng anh nghĩ gì. Nhưng Giang Thần muốn biết có phải khi đó cô chia tay mình do nghĩ rằng anh muốn rời xa cô để đến Bắc Kinh. Vì ngày hôm đó Tiểu Hy đi xem nhà nhưng suýt chút nữa bị họ sàm sỡ nên cô đã chạy đến tìm anh, nào ngờ lại nghe được tin anh sắp đi Bắc Kinh. Ban đầu Giang Thần không có ý định sẽ đi Bắc Kinh nhưng khi qua được mấy hôm anh đã hối hận mà quay về, nào ngờ đến khi quay lại lại chứng kiến cảnh cô ôm lấy Bách Tùng. Trong khi hai người đã cãi cọ thì Giang Thần lại bất ngờ nhận được ca cấp cứu. Trong khi chờ đợi, Tiểu Hy đã không may đập đầu vào bàn khiến cô choáng váng mà đi tìm Giang Thần. Đúng lúc này Giang Thần quay trở lại thì thấy cô đang ngồi gục ở một bên. Sau đó anh đã tự tay sơ cứu cho Tiểu Hy, muốn cả hai quay lại nhưng cô đã từ chối. Nhân cơ hội cô nằm nghỉ thì Giang Thần cũng hôn trộm cô một cái. Sau đó Tiểu Hy đã đến xem Giang Thần giúp một bệnh nhân sơ cứu vết thương. Thấy anh ta chê bạn gái của mình khiến Giang Thần tức giận mà làm anh ta đau nhói. Hôm sau Giang Thần đã chuẩn bị sẵn thủ tục xuất viện cho bố của Tiểu Hy. Sau khi đưa bố mẹ của Tiểu Hy về nhà, Bách Tùng biết được mẹ của cô không hề thích anh khi thấy anh đóng quảng có với mấy cô em mặc bikini. Nhưng vì quên hoa cưới của Tĩnh Hiểu nên Tiểu Hy đã phải đến công ty để lấy. Đến khi xuống thì Tiểu Hy đã bất ngờ khi hai anh chàng đã đợi mình ở dưới. Nhưng rồi Tiểu Hy lại lên xe của Bách Tùng khiến cho Giang Thần vô cùng tức giận. Tại lễ cưới, Tiểu Hy đã gặp lại Lý Vi kể từ khi cô ấy thôi học. Lý Vi cho biết tại đêm cắm trại năm đó cô chỉ muốn Giang Thần giúp mình giấu kín chuyện cô bị mắc bệnh trầm cảm chứ không phải là tỏ tình. Khi ấy vì quá thích Giang Thần nên Lý Vi đã cố tình thơm anh để Tiểu Hy nhìn thấy cảnh này. Cô đã tỏ tình với Giang Thần nhưng anh đã từ chối vì anh đã thích Tiểu Hy. Nhưng Tiểu Hy cũng cho biết hai người họ đã chia tay từ lâu. Trước mặt tất cả mọi người, Tĩnh Hiểu và Lục Dương không nói ra những lời mật ngọt mà lại nói về quá khứ trước kia của hai người họ. Sau đó cả hai đã trao cho nhau nhẫn cười và nụ hôn lồng cháy dưới sự chúc phúc của mọi người. Tiểu Hy chính là người may mắn đã nhận được hoa cưới nhưng lại được hai anh chàng đỡ cô. Chuyển cảnh, sếp của Tiểu Hy cho biết nhân vật do cô sáng tác lần trước đem đi thi đấu đã được giải nhất. Ba người họ đang định đi ăn mừng thì Giang Trần đã đợi cô ở dưới nên bọn họ đã đi chung. Nhưng bất ngờ là Bách Tùng đã gọi điện đến muốn rủ Tiểu Hy cùng đi ăn nên Giang Thần đã đi theo cô. Nhưng rồi anh lại để Bách Tùng đưa Tiểu Hy rời đi trước mặt mình. Hôm sau Giang Thần đã cho một nhà xuất bản xem tác phẩm của Tiểu Hy, muốn nhờ ông sản xuất một bộ truyện tranh. Sau khi tính toán, nhà sản xuất cho biết số tiền phải chi trả cho việc này là 400.000 tệ nhưng Giang Thần vẫn đồng ý để thực hiện ước mơ của Tiểu Hy. Vì không dám nói với Tiểu Hy nên Giang Thần đã nhờ Lục Dương giúp anh để nhà sản xuất liên hệ với cô. Hôm sau Tĩnh Hiểu đến tìm Tiểu Hy và nói chuyện này cho cô biết. Ngay sau đó thì hai người họ đã đến bàn bạc với nhà sản xuất để chọn chủ đề về thanh xuân vườn trường. Vì bộ truyện này kể về cuộc sống thời cấp 3 của đám người bọn họ nên tất cả đã đến nhà của Tiểu Hy để chụp ảnh. Không những vậy, Giang Thần còn mặc đồng phục của trường khi đó. Bách Tùng đã phải cởi trần để chụp ảnh cho giống với vận động viên bơi lội ngày đó. Tiểu Hy bắt Giang Thần phải tỏ ra đáng yêu khiến cho mọi người phải bật cười vì nó không hề giống với dáng vẻ lạnh lùng boy của anh. Hôm sau Bách Tùng cũng đến tìm nhà sản xuất muốn hợp tác để xuất bản một bộ ảnh sách có tên Hậu Duệ Mặt Trời.
nhưng vì Bách Tùng chưa nghĩ ra câu văn gì nên nhà xuất bản muốn anh hợp tác với một họa sĩ để có thể vẽ thêm hình. Bất ngờ anh nhìn thấy có tên của Tiểu Hy ở trong này, biết được cô muốn sản xuất một bộ truyện tranh. Đã có một người bạn của cô đã bán cả xe của mình đi để giúp cô làm điều này, nhưng không chắc nó có được thịnh hành hay không. Vừa nghe thì Bách Tùng đã nhận ra người đó chính là Giang Thần. Trở về, Bách Tùng đã để Tiểu Vĩ mời Tiểu Hy đến, nói dối rằng nữ diễn đóng cùng anh không liên lạc được nên muốn cô đóng thay. Vì chỉ quay bóng lưng rồi thêm một lời thoại nên Tiểu Hy cũng đã đồng ý giúp bọn họ. Nhưng đây không phải là diễn mà là màn cầu hôn của Bách Tùng với Tiểu Hy. Dùng biết rằng Tiểu Hy sẽ từ chối mình nhưng Bách Tùng vẫn muốn thử một lần. Vì thất bại lần này mà Bách Tùng đã tìm đến Lục Dương để cùng anh giải sầu. Sau đó hai người họ cũng gọi cả Giang Thần đến. Bách Tùng muốn Giang Thần trả lại Tiểu Hy cho mình. 3 năm qua khi cô ấy ốm đau, anh luôn là người ở bên cạnh cô ấy, còn Giang Thần thì chẳng thấy đâu. Anh muốn trả lại tiền xuất bản cho Giang Thần để mình có thể làm điều này cho cô ấy. Nhưng với Giang Thần, việc từ bỏ Tiểu Hy là điều không thể. Từ nhỏ bố của Giang Thần mất sớm, mẹ của anh đã đưa em trai ra nước ngoài, chỉ có Tiểu Hy là người không bỏ rơi anh. Đã từng có khoảng thời gian Giang Thần nghĩ Bách Tùng và Tiểu Hy là một đôi và anh đã thử buông bỏ. Nhưng rồi anh đã chẳng thể làm được điều này vì anh không thể sống thiếu cô. Những lời thì thầm của đớ Bách Tùng đã gọi điện cho Tiểu Hy để cô có thể nghe thấy. Đến khi trở về, hai thanh niên kia say xỉn mà ôm lấy chân của Giang Thần thì lúc này Tiểu Hy cũng đến. Sau đó Tĩnh Hiểu đã phải đưa hai người họ về để lại đôi chim cu. Giang Thần xin lỗi Tiểu Hy vì những chuyện trước đây, muốn Tiểu Hy cho anh một cơ hội nhưng cô muốn suy nghĩ về điều này. Sau đó Giang Thần đã phải trở về bệnh viện để thực hiện ca phẫu thuật, nhưng khi anh trở về phòng thì Tiểu Hy đã ngủ ở đây để chờ anh. Tiểu Hy tỉnh dậy thì thấy Giang Thần đang ôm mình thì đã kiếm cớ đi vệ sinh để rời đi. Sáng hôm sau Bách Tùng đã phải đi công tác nên nhờ Lục Dương chăm sóc Tiểu Hy giúp mình. Tối đó 4 người họ đã cùng nhau tụ tập ăn nhậu. Trở về nhà với trạng thái say xỉn, Tiểu Hy đã thừa nhận Giang Thần chính là bạn trai của cô. Không chỉ có vậy, Tiểu Hy còn muốn Giang Thần cầu hôn mình ngay lúc này. Sáng hôm sau Giang Thần nói rằng đêm qua Tiểu Hy đã cầu hôn mình nên anh muốn cả hai đi đăng ký kết hôn. Nhưng bất ngờ Tiểu Hy lại khóc lóc mà không muốn lấy anh. Sau khi tới bệnh viện, Giang Trần đã nhờ Tô Mộc đưa Tiểu Hy đến để anh có thể cầu hôn cô. Đối diện với những lời đường mật mà Giang Thần cầu hôn mình khiến cho Tiểu Hy cảm thấy không giống anh một chút nào. Nhưng vì tỏ tình với cô trong bệnh viện nên Giang Thần đã sử dụng găng tay cao su để làm bóng bay. Nghĩ rằng khí heli ở bên trong bóng bay có hại, Tiểu Hy tưởng rằng anh muốn hóa vàng mình. Nghe vậy thì Giang Thần tưởng rằng khi xưa cô học hóa chỉ nhớ được mỗi chữ ngủ. Trên đường trở về, Tiểu Hy cảm thấy vui sướng khi được anh cầu hôn mà không kiềm chế được cảm xúc. Nhưng khi đưa Tiểu Hy về đến cửa, Giang Thần muốn vào trong mà cô lại muốn đuổi anh về. Giang Thần đã tự mình xông vào nhà rồi nằm lên đùi của cô đã ngủ. Bất ngờ mẹ của Tiểu Hy đã gọi điện đến muốn cô đi tìm bạn trai. Bà cho biết mối quan hệ giữa cô và Giang Thần sẽ chẳng đi đến đâu nên bà đã sắp xếp cho Tiểu Hy một buổi xem mắt. Nghe vậy Giang Thần đã giật máy mà nói rằng hai người họ đã ở bên nhau. Tiểu Hy ngượng ngùng mà đuổi anh về nhưng Giang Thần vẫn muốn ở lại mà đã đi tắm. Chứng kiến vẻ đẹp trai của anh khi bước ra đã khiến cho Tiểu Hy nhìn không chớp mắt. Miệng trước đó thì đuổi anh đi nhưng sau đó lại buông anh không muốn rời. Nhưng vì chưa kết hôn nên Giang Thần đã ngủ ở ngoài ghế nhưng cả hai đã thao không thể ngủ được. Sau đó Giang Thần đã vào ngắm nhìn Tiểu Hy thì cô cũng muốn anh nằm cùng mình. Tiểu Hy đã chủ động ôm lấy Giang Thần và hai người đã có một đêm tạm gọi là tuyệt vời bên nhau. Sáng hôm sau Tiểu Hy thì dậy thì Giang Thần đã đang chuẩn bị bữa sáng cho cô. Nhưng khi anh đem vào phòng thì cô lại ngủ chẳng muốn dậy. Sau khi nũng nịu cả buổi thì cả hai đã cùng nhau nấu cơm. Nhưng với tài nấu ăn đến chó cũng chả thèm ăn thì cả hai đã không dám thử ăn món do mình nấu. Vì buồn chán mà Tiểu Hy toàn nói những lời vô tri với anh, nhưng khi anh ra ngoài quay trở lại thì bố mẹ của anh cũng đã đến thăm. Mẹ của Tiểu Hy vội vã nói cô hãy ném đồ của anh đang phơi ở ngoài ban công xuống để tránh không bị bố cô nhìn thấy nên cô đã nghe theo. Bố của Tiểu Hy cũng muốn đọ tử lượng với con rể tương lai của mình nhưng rồi cả hai người họ đã say bí tỉ. Vì say xỉn mà Giang Thần liên tục nói nhảm hỏi Tiểu Hy đang ở đâu trong khi ấy cô vẫn đang ngồi bên cạnh anh. Sáng hôm sau, sếp của Tiểu Hy cho biết truyện tranh của cô bán rất chạy và sẽ mở một buổi để cô ký tặng fan. Ngay lập tức cô đã gọi điện thông báo tin này cho Giang Thần biết, muốn anh đi cùng mình nhưng anh lại không thể vì bận rộn công việc. Sau đó Tiểu Hy đã gọi điện cho đám bạn của mình nhưng ai nấy cũng bận không thể tham gia buổi ký tặng của cô. Tiểu Hy buồn bã vì buổi ký tặng không có sự góp mặt của các bạn, nhưng nào ngờ 4 người họ lại là fan của cô. Và phần review phim đến đây xin phép được kết thúc. Nếu mọi người thấy hay hãy ấn một dấu like và nút đăng ký kênh để theo ủng hộ chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.